này hoặc là cái kinh pháp cú tiếp theo, này là đến phẩm A La Hán. Thì trong cái phẩm A La Hán thì nói về những cái đức tính của một vị A La Hán. Và trong cái kinh pháp cú là định đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Nên là đây là cái câu pháp cú đầu tiên nói về cái hành trạng của vị A La Hán, những cái đức tính của một vị A La Hán. Thì một vị A La Hán cũng được gọi là một cái bậc đã đi đến đích. Nên là mỗi một cái hành giả mà đã tu tập trên trong cái giáo pháp của Đức Phật thì luôn luôn hướng đến một cái mục đích là giải thoát giác ngộ niết bàn, tức là chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau sinh tử. Thì cái vị mà khi mà đạt được cái điều đó, tức là vị mà thành tựu được những cái ước nguyện đó, đi đến đạt được cái ước vọng là chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau sinh tử đấy, thì cái vị đấy được gọi là một vị A La Hán. Thì bởi vì một vị A La Hán là có những cái đức tính như vậy. Những cái đức tính của vị A La Hán như là một cái vị đấy được gọi là đã đoạn hết phiền não, tức là hay còn gọi là có ba cái đức tính của một vị A La Hán là sát tạng, ứng cúng vô sanh, tức là một vị đã diệt trừ hết những cái phiền não ở trong tâm và một bậc trở thành một cái ruộng phước điền cho thế gian. Tức là những cái người mà có cái sự cung kính cúng dường đến một vị A La Hán thì được cái phước đức, được cái phước lành rất là lớn, và cái vị đấy là cái vị giải thoát khỏi cái khổ đau sinh tử luân hồi. Thì cái đích đã đến đó là một cái đích đến không sầu, đấy là gọi là vị đấy đi đến cái sự an vui. Thì an vui đây là cái sự an vui tuyệt đối, giống như là một cái chúng sinh mà khi mà mình nhập ở trong cái cuộc sống này, mỗi người mỗi một cái ngày mình đi qua rồi sau đó mình sẽ đến một cái nơi mà do những cái con đường ở trên cái đường đời nó sẽ dẫn mình đi, mỗi người đi mỗi nẻo, mỗi người đi mỗi ngả, mỗi người đi trên mỗi con đường, và mỗi người sẽ đi đến cái đích của mình. Nên tùy theo cái tâm của mỗi người, cái sự lựa chọn của mỗi người, và mỗi người sẽ đi đến một cái đích khác nhau, thì mỗi người đi đến con đường khác nhau. Ví dụ như là có những người, người ta đi trên một cái con đường mà con đường đấy sẽ dẫn người ta xuống địa ngục. Thì đó cũng là một cái con đường mà cái người đấy đi, là trong cái cuộc sống này cũng là cũng cái hành động đấy, cũng cái tâm lý như vậy. Nhưng mà vì người ta đã lựa chọn những cái hành động, và những cái hành động đấy nó sẽ dẫn một cái người đấy đi đến một cái cõi khổ đau, mà cái cõi mà sầu khổ nhất ở trên đời này được gọi là cõi địa ngục. Hay là một cái chúng sinh mà đi vào một cái con đường mà sẽ dẫn cái con đường đấy, có thể dẫn chúng sinh đấy đi vào ngạ quỷ, đi vào bằng sinh, đi đến Atuna, đấy là những cái cõi sầu khổ. Hay là những cái con đường đấy có thể dẫn một cái chúng sinh đấy được sinh trở lại làm người, hay là sinh về các cõi thiên giới, các cõi phạm thiên, ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì những cái con đường đấy dù là có an vui, nó chỉ là tạm thời, và cái sự sầu đau nó vẫn còn đang chờ đợi ở trước mắt, và cái con đường đấy cũng chưa phải là con đường tuyệt đối. Vậy thì có một cái con đường đi đến cái sự an vui tuyệt đối, và chấm dứt khỏi cái sầu bi, chấm dứt khỏi cái yêu não, và không bao giờ trở ngại nữa. Thì đó là cái con đường của một vị A La Hán đã đi đến, tức là cái con đường đi đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Thì giải thoát ngoài tất cả, đây là một cái vị A La Hán là một cái bậc đã giải thoát ở cái mức độ là tuyệt đối. Ở khi một vị đó chứng ngộ A La Hán thì vị đó có cái sự giải thoát ở hiện tại, như là vị đấy thoát khỏi những cái sự chi phối của phiền não, vị đấy giải thoát khỏi sự chi phối của tham dục, của sân hận, của si mê phóng dật tà kiến, của những cái tâm bất thiện,
là vị đấy được đoạn trừ. Và ngay ở trong hiện tại thì vị đấy cũng đã có cái sự tâm bất bận, tức là vị đó đạt được cái tâm bất động, không có sầu bi ưu não gì nữa. Ngay từ khi vị đó chứng ngộ A-la-hán thì cái vị đó an trú trong cái quả vị A-la-hán đấy. Thế thì ở trên đời khi mà chứng ngộ một cái quả vị A-la-hán thì có rất nhiều những cái vị A-la-hán, và cái sự chứng ngộ của các vị A-la-hán có sự khác nhau, có cái sự khác nhau về cái sự giác ngộ, nhưng mà nó có một cái sự đồng nhất về sự giải thoát. Tức là tất cả các vị A-la-hán đều có một cái sự đó là giải thoát như nhau, giải thoát khỏi những cái ràng buộc ở hiện tại, như là những cái nỗi khổ đau ở nơi tâm, như tất cả các tâm bất thiện đều được đoạn trừ, giải thoát khỏi cái nỗi khổ ở tương lai, như là vị đấy không còn tạo những cái nghiệp mà có thể dẫn đến tái sinh ở tương lai nữa, nên là trong tương lai sẽ đi đến Niết Bàn. Nhưng mà cái sự giác ngộ thì khác nhau. Ví dụ như là một vị Phật chánh đẳng giác thì vị đấy được gọi là một bậc A-la-hán, và cái trí tuệ giác ngộ thì đi kèm với những cái trí giác ngộ của toàn giác trí, nên là một cái vị giác ngộ một cách toàn hảo, hoàn toàn viên mãn. Thì cái đấy thì Đức Phật cũng là một bậc A-la-hán như các bậc A-la-hán khác, đó là đoạn trừ phiền não, chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khổ đau. Nhưng mà cái trí tuệ giác ngộ cao hơn, là ngài có thể giác ngộ đến giác ngộ tức là niễu tri tất cả các pháp hữu vi, và giác ngộ một cách tuyệt đối, không còn một cái gì có thể cái không còn một cái gì có thể ngăn che được cái trí tuệ ngài. Tất cả những điều những cái pháp nhân duyên gì ở trong quá khứ, ở hiện tại mà ở tương lai, bên trong và bên ngoài, thì một vị Phật chánh đẳng giác có được cái trí tuệ giác ngộ là một bậc toàn giác trí. Thì một vị Bích Chi Phật, tức là một vị độc giác Phật, thì vị đấy cũng là bậc A-la-hán, tức là vị đấy cũng đi đến cái đích đó là giải thoát. Nhưng mà cái trí tuệ của vị đấy là đi kèm với cái trí tuệ là cái trí tuệ độc giác. Thì cái trí tuệ của vị đấy có cái sự giác ngộ như một vị Phật, cho nên được gọi là vị đấy được gọi là một vị Phật. Nhưng mà cái trí tuệ đấy không phải là trí tuệ toàn giác, mà cái trí tuệ của một vị Phật độc giác thì là vị ấy cũng giác ngộ những cái chân lý, nhưng mà không có dùng được, không diễn đạt được cái chân lý đó. Tức là về cái sự diễn đạt, về cái sự giác ngộ của mình, thì một vị Phật chánh đẳng giác có thể dùng cái ngôn ngữ chế định để diễn đạt những cái pháp chân đế. Còn tất cả những cái vị A-la-hán đều giác ngộ được chân đế, đều giác ngộ được những cái pháp chân đế, tức là thấy được tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, tức là hiểu được cái pháp vô vi. Nhưng mà chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác có thể dùng cái ngôn ngữ chế định của mình để diễn đạt lại các cái pháp chân đế. Đức Phật có thể đặt tên được những cái danh pháp, sắc pháp, và có thể giải thích ra được cái pháp duyên khởi, cái nhân quá khứ nó sinh ra quả hiện tại, cái nhân hiện tại nó sinh ra quả tương lai. Từ cái sự giải thích đấy thì mới có thể chỉ dạy cho một cái người khác, người ta mới phân tích ra được những cái pháp đó. Và cái vị đó, một vị đệ tử của Đức Phật chánh đẳng giác thì mới có thể giác ngộ được do cái sự giảng dạy của bậc Phật chánh đẳng giác. Còn Phật độc giác thì mặc dù mình có cái trí tuệ giác ngộ, thấy được những cái pháp chân đế, nhưng lại không có thể dùng cái ngôn ngữ chế định để diễn đạt được cái pháp chân đế đấy. Cho nên một vị còn Phật độc giác không có thuyết giảng được, không có chỉ dẫn ra được cái con đường để đi đến Niết Bàn, để dẫn dắt người khác đi đến Niết Bàn, đoạn tận khổ đau như Phật chánh đẳng giác. Thì ngoài ra những bậc A-la-hán được chia ra thành những cái mức khác, ngoại trừ hai cái vị Phật, Phật toàn giác và Phật độc giác.
thì còn có những vị khác, những vị A-la-hán khác là những vị tu tập theo giáo pháp của những của Đức Phật Hoàng Gia. Chỉ có Đức Phật Hoàng Gia có thể đào tạo ra được các vị A-la-hán. Đức Phật độc giác thì không có đào tạo ra được các bậc A-la-hán. Thì Đức Phật Hoàng Gia có thể giảng pháp và có thể hướng dẫn cho người khác tu tập, và vì đấy cũng đi đến cái sự giác ngộ hoàn toàn, đi đến cái đích giải thoát khổ đau, chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau sinh tử. Thì các vị A-la-hán được chia ra thành bậc thượng thủ A-la-hán, một bậc đại A-la-hán hay là một bậc A-la-hán thường. Đấy là những vị A-la-hán tu tập theo giáo pháp của Phật Hoàng Gia. Thì bậc thượng, một cái bậc gọi là thượng thủ A-la-hán là cái bậc trong một vị Phật Chánh Đẳng Giác thì thường là chỉ có hai vị đệ tử hay là hai vị thanh văn thượng thủ. Một vị là một cái bậc gọi là đệ nhất về thần thông, một bậc đệ nhất về trí tuệ. Nhưng là một bậc đấy các vị cũng là một người tu chứng quả A-la-hán. Nhưng mà có một cái như Ngài Xá Lợi Phất là một bậc có đệ nhất về trí tuệ hay là thượng thủ thanh văn về trí tuệ. Ngài có cái trí tuệ là vượt trội hơn các vị A-la-hán khác. Còn Ngài Mục Kiền Liên thì là một bậc thượng thủ A-la-hán, là có cái khả năng về thần thông là vượt trội hơn các vị A-la-hán khác. Nhưng mà những cái vị đấy vẫn không thể nào mà sánh với lại cái trí tuệ hay là cái mức độ thần thông của Phật Chánh Đẳng Giác. Phật Chánh Đẳng Giác có cái sự giác ngộ, có cái trí tuệ là tuyệt đối hơn. Còn các bậc A-la-hán khác thì còn tùy thuộc vào những cái ba la mật của mình, cho nên là cái mức độ nó ở cái mức độ vừa phải. Hay là có những cái bậc A-la-hán được gọi là bậc đại A-la-hán, thì một bậc đại A-la-hán là khi vị đó giác ngộ thì vị đó có tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích. Tức là một bậc A-la-hán khi mà trở thành một vị A-la-hán đoạn hết phiền não thì là vị đấy sẽ có được tam minh và túc mạng minh, tức là nhớ về những cái đời sống quá khứ của mình, thấy được những cái đời sống quá khứ của mình. Nhưng mà cái vị nào thấy nhiều hay thấy ít thì còn tùy thuộc vào cái năng lực trí tuệ của vị đó. Một bậc đấy sẽ có thiên nhãn trí, tức là cái trí tuệ có thể thấy được những chúng sinh ở các cái cõi sống khác nhau và thấy được những cái nghiệp lực của các cái chúng sinh đấy, đã từ cái cõi, từ cái nhân nào mà sinh về cái cõi đó. Và cái sự đoạn trừ hết phiền não đó gọi là động tâm trí, cái trí tuệ. Tức là vị đấy được gọi là một vị A-la-hán hay có động tâm trí, tức là vị đấy biết khi vị ấy chứng quả A-la-hán thì cái trí ở trong vị đó khởi lên, vị ấy biết rằng sinh đã tận. Tức là vị ấy biết mình đã giác ngộ, mình đã, vị ấy biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Thì đấy là cái trí tuệ của một vị A-la-hán. Vị ấy giác ngộ, vị ấy biết mình giác ngộ, chứ vị ấy không phải là chờ người khác chỉ cho biết rằng, hay là vị ấy không cần phải nhờ đến Đức Phật nói rằng ông đã chứng quả A-la-hán, mà ngay khi cái trí A-la-hán nó khởi lên, vị ấy liền biết. Chỉ nhắc khởi lên thì vị ấy biết ngay, vị ấy biết là vì cái tuệ đạo, tuệ quả nó khởi lên thì nó có cái tuệ phản kháng nó khởi lên, nên là cái trí đấy được gọi là động tận trí. Vậy ấy biết được cái những cái phiền não đã được diệt trừ và không còn sinh trở lại nữa. Đấy là một vị A-la-hán có được cái tam minh. Và có những vị A-la-hán thì có tam minh và đi kèm theo với 6 cái tháng trí năng lực thần thông. 6 tháng trí năng lực thần thông thì đó là có 3 cái thần thông nó thuộc về tam minh, thì tam minh nó cũng thuộc về tam thông. Tức là cái túc mạng minh, tức là cái trí tuệ thấy được kiếp quá khứ, thì đồng thời cái đấy nó cũng là túc mạng thông. Một cái người có trí tuệ giác ngộ, vị ấy thấy được những kiếp quá khứ của mình, vị ấy biết được mình đã sinh ở cái đã sinh vào một cái cõi nào trong 31 cõi, trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ, và vị ấy có thể thấy được cả những nét đã thương và chi tiết, nên là vị ấy có thể thấy những cái kiếp sống đấy một cách khái quát, mình đã tạo cái nghiệp gì, sau khi chết mình đã sinh về đâu,
hoặc là vị ấy có thể thấy một cách đại một cách chi tiết, hoặc là đại cương thì chi tiết thì vị ấy biết hết là mình có tên tuổi như thế nào, sống được bao nhiêu năm, thuộc dòng họ nào, giai cấp nào, chủng tộc nào, cái cuộc sống đấy có cái sự vui buồn sướng khổ như thế nào, thì đấy là vị đó có thể là nhận biết hay là quan sát một cách chi tiết như vậy. Cái năng lực của vị An Hán về thiên nhãn minh, về túc mạng minh thì cái đấy cũng là túc mạng thông. Thiên nhãn trí tức là cái trí tuệ, bằng cái trí tuệ giác ngộ của mình, một vị An Hán có thể thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh. Vị ấy thấy được chúng sinh chết chỗ này, sinh về chỗ kia tùy theo cái nghiệp của mình. Tức là vị đấy, khi một vị An Hán vị ấy hướng tâm đến một chúng sinh nào đấy, thì vị đấy sẽ biết chúng sinh này đã tạo nghiệp gì mà được sinh trở lại cái kiếp này. Ví dụ vị ấy hướng tâm đến một vị chư thiên, vị ấy cũng muốn biết rằng là vị chư thiên này do đã tạo cái nghiệp gì mà được sinh lên chư thiên. Thì vị ấy khởi lên cái tâm muốn biết như vậy, thì cái trí tuệ của vị đấy sẽ hướng tâm được về cái nghiệp mà quá khứ của vị chư thiên đấy. Vị ấy biết vị chư thiên này kiếp trước sinh ở cái cõi nào, đã tạo cái nghiệp gì và do cái năng lực của cái nghiệp đấy cho nên bây giờ được sinh thiên. Hay một vị đấy có thể hướng tâm xuống các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vị ấy có thể lấy bất cứ một chúng sinh nào ở cõi khổ đau, mà vị ấy chỉ cần tác ý là do cái nhân duyên gì khiến chúng sinh này phải đọa ở cái cõi khổ đau này. Thì trong cái trí tuệ của mình, vị đấy thấy những cái nghiệp mà những chúng sinh nó đã tạo, những chúng sinh này đọa vào địa ngục là do trước kia đã tạo những cái nghiệp như thế này, thế này, sinh trộm cắp hay tà dâm như thế này, nói dối như thế này. Thì tất cả những cái chúng sinh nào mà đã tạo những cái nghiệp gì thì nó đang cho cái quả ở hiện tại. Tức là một vị An Hán có thiên nhãn trí là cái trí tuệ có thể nhìn thấy quả và nhìn thấy nhân, vì đó thấy cho kết quả ở hiện tại và nhìn thấy được, có thể thấy được cái nhân ở quá khứ của một cái chúng sinh đấy, thì cái năng lực đấy được gọi là thiên nhãn trí. Và cái nậu tận trí là cái trí tuệ vị ấy biết được cái sinh đã tận, tạm hạnh đã thành. Thì đấy nó gọi là tam minh, mà đấy cũng là tam thông. Thì ngoài ra thì vị đấy có thể có thêm ba cái năng lực thần thông nữa, đó là túc mạng thông. Túc mạng thông là cái vị ấy có thể có cái năng lực thần thông biến hóa, nhưng vị ấy có thể biến hóa từ một thân ra nhiều thân, vị ấy có thể biến thành nhiều người khác nhau hay nhiều người giống nhau, hay là vị ấy có thể biến ra thành những con voi, con cọp, hay là biến ra thành những hình thù khác. Thì đấy là cái năng lực thần thông gọi là túc mạng trí. Và cái năng lực đấy vị ấy cũng có thể là phi hành ở trên hư không, đi tự tại, đi trên mặt nước như đi trên hư không, hay là độn thổ trồi lên như đi trên đất liền. Vị ấy có thể hóa được ra nước, ra lửa, hóa được ra gió, có thể làm giông tố bão bùng, tức là giống như gọi là hô mưa gọi gió. Thì cái năng lực đấy được gọi là túc mạng trí, được gọi là thần túc thông, cái khả năng là thần thông biến hóa. Thì cái năng lực của vị đấy, đấy gọi là năng lực về thần thông, túc mạng trí, thiên nhận trí, hay là cái vị đấy có tam minh, có sáu cái năng lực thần thông, một là túc mạng thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông. Thì vị ấy có thể biết được cái tâm của một cái người khác, biết được cái tâm của người khác đang suy nghĩ cái gì, là ai mà suy nghĩ một cái điều gì đó, ai có tâm sân khởi lên thì vị ấy biết là người đó đang có tâm sân, ai có tâm si, ai có tâm tham, ai có cái tâm thiện hay tâm bất thiện, cái tâm gì khởi lên thì vị nó biết. Tức là trong cái suy nghĩ của người khác, vị ấy suy nghĩ một cái điều gì thì một cái vị có ta tha tâm thông sẽ biết được cái suy nghĩ của cái người đó. Thì có túc mạng thông, là tha tâm thông, thiên nhãn thông, nậu tận thông, thần túc thông. Thì đấy là một cái vị An Hán thì có tam minh, có sáu cái năng lực thần thông. Và có một cái vị mà được gọi là đại An Hán thì phải có thêm một cái năng lực nữa, đó là tứ tuệ phân tích. Tức là vị đấy đạt được cái trí gọi là phân tích trí. Phân tích trí gọi là trí vô ngại. Thì bốn cái vô ngại trí
tức là vị đấy có từ vô ngại giải, pháp vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải và biện tài vô ngại giải. Thì ngay cái lúc mà vị đó chứng được quả vị A La Hán thì nó đi kèm với cái trí tuệ là tứ vô ngại giải đấy. Một cái bậc mà một cái vị mà có từ vô ngại giải, tức là vị đấy có thể thông hiểu được rất là nhiều ngôn ngữ, vị đấy có thể là học ngôn ngữ và hiểu ngôn ngữ rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng, và có thể có những vị chứng được A La Hán có thể vị đấy ở những cái quốc tịch khác, nhưng mà vị đấy có thể tự hiểu được cái ngôn ngữ Pali. Cho nên là nhiều cái vị A La Hán có thể đi đến các cõi Phạm Thiên hay các cõi Chư Thiên để có thể thuyết pháp. Thì những cái cõi Chư Thiên Phạm Thiên sẽ thường hay nói bằng cái ngôn ngữ Pali, vị đấy có thể thuyết pháp được cho các hàng Chư Thiên. Thế là vị ấy có từ vô ngại giải, vị ấy có pháp vô ngại giải, tức là tất cả những cái pháp giáo pháp của Đức Phật vị ấy hiểu một cách rất là dễ dàng và hiểu một cách rất là sâu sắc. Vị ấy có thể phân tích những cái pháp, những cái ý nghĩa ở trong những cái pháp của Đức Phật, có thể nói một cách vắn tắt, tức là một cái câu pháp ngắn gọn của Đức Phật vị ấy có thể thuyết giảng rộng rãi ra được. Thì đó là vị đấy có hiểu được những cái ý nghĩa của pháp. Và cái pháp vô ngại giải là cái vị đấy có thể hiểu rõ các cái pháp, hiểu rõ các pháp ở trong thế gian, giống như là các cái pháp là cái pháp tu tập, hay là cái pháp đi đến niết bàn tuyệt đối, hay là cái pháp đi đến cái sự an vui tương đối, hay là những cái pháp đi đến cái khổ đau. Tức là vị đấy có thể có cái trí tuệ mà có thể quan sát được các cái pháp, là các cái pháp hữu vi và các cái pháp vô vi, vì nó thấu hiểu những cái pháp chân đế và các pháp tục đế. Tức là những cái pháp gì nó thuộc về những cái pháp tục đế, những cái pháp chế định ở thế gian, thì cái vị đấy cũng có thể thấu hiểu được một cách dễ dàng. Nên là vị đấy có thể, khi mà một cái vị đấy có thể giải được Phật pháp cho người khác, thì vị đó cũng phải biết dẫn dắt một cái pháp từ ở cái pháp chế định đi đến pháp chân đế. Thì vậy cho nên là vị đó thấu hiểu hai cái pháp chân đế và tục đế, được gọi là pháp vô ngại giải, gọi là nghĩa vô ngại giải, là vì đó có thể hiểu sâu những cái ý nghĩa cái giáo pháp của Đức Phật. Và biện tài vô ngại giải, tức là vị đó có thể giải thích phù hợp với căn cơ của cái người được nghe. Thì vị đấy thấu hiểu được cái tâm tính, cái căn cơ của mỗi người, cho nên là vị đó có thể thuyết giảng một bài pháp phù hợp với cái người nghe. Thì đấy được gọi là có một cái vị có bốn cái tuệ phân tích. Còn có những vị A La Hán thì sẽ chứng được tam minh và lục thông mà không có tứ tuệ phân tích đấy, thì chỉ có tam minh và sáu cái thắng trí thần thông. Và còn một cái vị A La Hán thường nhất nữa được gọi là một vị A La Hán chỉ có tam minh, tức là vị đấy chỉ có mỗi túc mạng minh, thiên nhãn minh và nội tận minh, chứ vị đó không có các cái năng lực thần thông khác. Thì đấy được gọi là một cái vị A La Hán ở cái mức độ bậc thường nhất. Vậy thì tại sao khi một vị cũng đạt đến cái niết bàn, cũng đạt được cái sự giác ngộ, cũng trở thành một vị A La Hán mà lại có những cái năng lực khác nhau, có cái trí tuệ khác nhau, có cái khả năng khác nhau như vậy? Thì đấy là do cái quá trình tu tập, cái quá trình tạo tác các ba la mật, tức là do cái ước nguyện của mỗi vị có cái sự khác nhau, cái thời gian tích lũy ba la mật của mỗi vị khác nhau, cho nên mà khi chứng ngộ đạo quả có cái sự chứng ngộ khác nhau. Như là một cái vị mà trong cái quá trình tu tập, vị đấy chỉ có cái ước nguyện là ta sẽ trở thành một vị Phật chánh đẳng giác, thì cái mục đích của cái vị đó tu tập là để trở thành một Phật chánh đẳng giác, và cái ước nguyện của vị đó khởi lên như vậy, thì trong suốt cái quá trình tu tập đấy, vị đó không mong cầu chứng những quả A La Hán thấp, mà vị đó mong muốn là chứng quả A La Hán tuyệt đối, nó là trở thành Phật chánh đẳng giác. Thì cái thời gian tu tập của vị đó phải gian khổ hơn, phải trải dài hơn, phải tạo nhiều cái công đức phước báo, hay là những cái ba la mật phải nhiều hơn, như là một vị Phật chánh đẳng giác mà tu tập theo cái hạnh trí tuệ, tức là vị đấy luôn luôn hướng đến cái pháp là phát triển trí tuệ lần đầu,
thì vị đấy sẽ phải tu trong thời gian là 4 a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp kể từ khi mà được một vị Phật chánh đẳng giác thọ ký cho. Thì trong suốt cái thời gian mà tu tập mà để trở thành một vị Phật ấy, từ khi mà được thọ Đức Phật thọ ký thì cái vị đấy được gọi là một vị Bồ Tát. Thì cái vị Bồ Tát này có cái gì khác thường đối với lại một vị thánh, một vị A-la-hán, hay là vị đó có cái gì khác thường với lại một vị phàm nhân? Thì một vị A-la-hán kể từ khi mà được một vị Phật thọ ký, ví dụ như Phật Thích Ca khi chưa thành Phật và trong 4 a tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp về trước, ngài có Dipankara, tức là Phật Tỳ Bà Thi ở trong quá khứ, Đức Phật Nhân Đăng ở trong quá khứ cách đây 4 a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, thì Đức Phật Nhân Đăng đã thọ ký cho một cái vị đạo sĩ là trong 4 a tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp sau ông sẽ thành Phật, hiện là Thích Ca Mâu Ni, do có cái sự thọ ký của một vị Phật. Thì từ kể từ đấy đi thì vị đấy mới là một vị Bồ Tát bất thối. Tức là nhưng mà trước khi để mà được một vị Phật thọ ký thì cái vị đấy đã phải trải qua một cái quá trình rất là dài, như là phải trải qua 9 a tăng kỳ kiếp đã cũng đã có cái ước nguyện đấy rồi nhưng không nói ra lời, hay là phải trải qua nhiều a tăng kỳ kiếp nữa. Vị đó đã từng nói ra lời, tức là vị đó từng nói là tôi sẽ ước nguyện tu để trở thành Phật. Và đến khi mà gặp Phật Nhân Đăng thì là vì cái vị đạo sĩ đã có 16 a tăng kỳ kiếp tích lũy các ba la mật, nhưng mà lúc đấy được gọi là một vị Bồ Tát chưa thành tị. Mặc dù vị đó có cái ước nguyện thành Phật nhưng có thể thành có thể không. Nếu một vị nào lúc nào đó vị đấy khởi lên một cái tâm là cái tâm hướng, tức là thối chuyển cái quả vị đấy, vị đó khởi lên một cái ước nguyện là tôi không muốn tu thành Phật Thánh Đẳng Giác nữa vì nó quá nâu, nó quá gian khổ, tôi chỉ muốn trở thành một vị A-la-hán thường hoặc một vị thượng tổ hoặc một vị đại A-la-hán, thì lúc đấy vị đó cái ước nguyện đấy vị đó sẽ thay đổi, từ cái ước nguyện trở thành một vị Phật Thánh Đẳng Giác có thể trở thành một vị A-la-hán bình thường được nếu như cái tâm của vị đó thay đổi. Ví dụ như ngài Sa Lợi Phất trong quá khứ cũng có nhiều a tăng kỳ kiếp, ngài cũng có cái khởi lên cái tâm ước nguyện đó là mình sẽ tu tập để trở thành một vị Phật Chánh Đẳng Giác trong tương lai. Nhưng mà một vị Phật Chánh Đẳng Giác thì phải tu những cái hạnh các cái pháp ba la mật ở mức độ bậc thường, bậc trung và bậc thượng. Tức là khi mà tu ở cái mức bậc thượng là vị đấy sẵn sàng bố thí những cái tài sản ở bên ngoài, những tài sản trong thân thể mình, hay là bố thí đến cả thân mạng của mình. Thì trong một cái kiếp đấy, một cái vị tiền thân của ngài Xá Lợi Phất thì khởi lên cái ước nguyện là bố thí, ai mà muốn đến xin cái gì thì ta cho cái đấy. Thì lúc đấy có một cái vị Bà La Môn ngoại đạo đến xin ngài một đôi mắt, nhưng là ngài móc mắt ra cho. Thế thì ngài cứ nghĩ là người ta sẽ mang cái mắt đó về để làm ninh dược, hay là để còn dùng vào một cái việc gì đó hữu ích. Nhưng mà cái vị mà ngoại đạo đấy, vị ấy bỏ cái con mắt đó xuống dưới đất và vị nó đạp lên nghe nổ cái bột một cái. Thì cái ngài Xá Lợi Phất, tiền thân ngài Xá Lợi Phất lúc đấy là thối chuyển luôn. Mà cái con đường để tu để trở thành một vị Phật quá khó, quá gian nan. Bởi vì nếu như mà vì mình đã móc cả đôi mắt ra để bố thí nhưng mà rồi người ta cũng chả dùng đến, người ta quăng bỏ đi như vậy. Cho nên ngài cảm thấy nó chán nản, bất mãn về cái sự độc ác của chúng sinh. Cho nên là ngài thối chuyển cái tâm cầu thành Phật Chánh Đẳng Giác, và sau đó ngài ước nguyện trở thành một vị A-la-hán, và sau này ngài trở thành một vị thượng thủ A-la-hán thuộc về đệ nhất trí tuệ. Thì khi mà chưa có một vị Phật thọ ký thì một vị A-la-hán có thể thối chuyển như vậy. Nhưng mà kể từ khi được một vị Phật thọ ký mà trở đi thì cái vị đấy được trở thành một Bồ Tát bất thối, vì nó sẽ không bao giờ thối chuyển nữa. Và cái con đường mà thực hành các ba la mật của vị đấy sẽ càng ngày càng lớn mạnh lên. Và sau đó thì vị đó đạt đến những cái mức mà có thể thực hành được các cái ba la mật ở mức độ bậc thường, bậc trung và bậc thượng, và vị đấy sẽ trở thành Phật Chánh Đẳng Giác. Thì tùy theo cái thời gian tu tập và tích lũy các ba la mật, cho nên mỗi một cái vị khi chứng ngộ đi với kèm với trí tuệ khác nhau. Như Phật Chánh Đẳng Giác thì ít nhất cũng phải tu 4 a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp như vậy
hay là có những vị mà thuộc về Đức Phật, như là Đức Phật thuộc về Phật tinh tấn, tu hạnh tinh tấn thì phải tu 16 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Có Đức Phật thì tu về hạnh đức tin. Một vị, những cái vị Bồ Tát mà tu theo hạnh đức tin thì sẽ tu 8 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Còn chỉ có những vị Bồ Tát mà có cái thiên hướng về trí tuệ thì vị đấy sẽ tu 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Còn một cái vị mà trở thành một vị Phật độc giác thì vì đấy sẽ hành Bồ Tát, sẽ tích lũy ba la mật trong 2 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Còn một vị thượng thủ A La Hán như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên thì sẽ tích lũy ba la mật trong 1 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Còn những vị đại A La Hán thường thì cũng phải tu tập các ba la mật và 100.000 đại kiếp. Còn những vị A La Hán thường bình thường khác thì không có nói đến cái thời gian tích lũy các ba la mật của những vị đấy, nhưng mà hầu như những cái vị nào có thể tu chứng ngộ đến đạo quả A La Hán trong giáo pháp của Đức Phật hiện tại thì đã từng có cái tích lũy ba la mật, đã từng tu tập ở trong giáo pháp của các Phật quá khứ trước. Thì một người không thể tu tập trong giáo pháp của một vị Phật hiện tại mà có thể chứng đắc đến quả A La Hán ngay được thì thường thường là và một vị cũng phải thường thường phải tu tập với nhiều vị Phật thì mới đủ cái ba la mật để trở thành một vị A La Hán. Tức là vị đó cũng đã từng tu ở trong quá khứ rất nhiều rồi thì đến cái giáo pháp của Phật hiện tại này vị đấy có thể chứng đến cái quả vị A La Hán được. Thì để đi được đến cái đích mà chứng thành một vị A La Hán là phải tu tập rất là lâu dài như vậy. Vì vậy cho nên là ở hiện tại vậy mình tu tập có thể nỗ lực tinh tấn mình có thể chứng A La Hán ở kiếp này thì đó là những cái ba la mật đã gieo, đã tích lũy trong quá khứ là quá nhiều đến bây giờ mới đủ mới hội đủ cái pháp những cái điều kiện đó để chứng quả A La Hán. Còn nếu như trong đời hiện tại mà một cái hành giả tu tập mà chưa có thể chứng ngộ A La Hán ở kiếp này thì đó sẽ là cái nhân để chứng ngộ đến đạo quả ở trong tương lai. Vì vậy nên là tu tập thì không nên tu tập mà chưa chứng ngộ thì cũng không có nên vội vàng, không nên buồn chán, mà không nên so sánh. Không nên so sánh là tại sao người đó tu tốt là mình tu không tốt. Mình không nên so sánh để khởi lên cái tâm nó là một cái người tu giỏi hay một người tu không giỏi, mà đây là một cái người đi trước và một người đi sau. Người đi trước đến trước và người đi sau đến sau. Và cái đích đến cuối cùng, nếu mà một người đi trên con đường như nhau thì cuối cùng sẽ đến đích như nhau, chẳng qua là người đi trước người đi sau mà thôi. Thì cái đích đã đến là trở thành một vị A La Hán, là giải thoát ra tất cả, giải thoát khỏi tất cả những cái phiền não ở hiện tại, những cái khổ đau ở hiện tại. Những cái một vị A La Hán thì sẽ không còn những cái nỗi buồn phiền sầu muộn khổ đau ở nơi tâm, nên là vì đấy không bao giờ khởi lên cái sầu bi ưu não nữa. Nhưng mà vì còn có cái thân tứ đại này thì vì đó sẽ còn có những cái cảm thọ khổ nạn ở nơi thân, nên là đôi khi vì ấy vẫn có những cái quả của những cái nghiệp bất thiện nó khởi lên, vì đấy vẫn còn có những cái cảm thọ đau khổ như là bệnh tật thì vẫn không tránh khỏi được. Đấy là còn đến khi nào xả bỏ cái thân tứ đại này thì là ngũ uẩn của vị đấy sẽ tan rã, tức là cả năm uẩn sẽ vị đấy sẽ không còn, không, nó không còn sinh khởi lên nữa. Tức là khi mà nó đi đến cái sự diệt diệt năm uẩn là nó đi đến cái sự diệt tận. Khi mà cái ở cái trạng thái diệt tận đấy thì nó chỉ còn lại một cái sự tịch tịnh vãng nặng. Thì cái sự tịch tịnh vãng nặng đấy thì được gọi là niết bàn. Niết bàn là cái trạng thái gọi là chân thường, và cũng là một cái pháp gọi là pháp vô vi. Thì nó đối lập lại với tất cả những cái pháp khác được gọi là những cái pháp hữu vi. Thì những cái pháp hữu vi thì nó có tính là sinh và diệt, sinh lên và diệt đi. Thì tất cả những cái gì đó thuộc về tứ đại vật chất thô thiển của mình, hay là những cái tâm tư suy nghĩ tình cảm, hay là những cái thuộc nó về ý thức tâm lý thì nó cũng là pháp hữu vi. Thì những cái đấy nó đều có cái tính là sinh lên và diệt đi, và nó do nhân duyên nó sinh lên, nó do nhân duyên nó diệt đi. Ví dụ như là một cái chúng sinh có cái thân năm uẩn mà mình không hiểu về cái thân năm uẩn đấy rồi mình sinh ra cái tham ái chấp thủ với nó, cho nên là mình không rời bỏ nó ra được,
cho nên là nó cứ có cái trạng thái là mình cứ buông cái thân này đi một cái thì mình lại hướng đến một cái thân khác, cho nên là cứ chết rồi lại đi tái sinh, chết rồi lại đi tái sinh. Là các cái pháp hữu vi ở thế gian nó cứ luôn luôn là như thế, sinh và diệt, sinh và diệt, cho nên nó là vô thường. Thì cái gì vô thường thì cái đấy là khổ, cái gì vô thường khổ thì cái đấy là vô ngã. Là vô ngã là một cái trạng thái rỗng không. Thì một vị a la hán là một cái bậc tu tập và phát triển cái trí tuệ để vị đó thấu hiểu rõ ràng được cái pháp hữu vi nó có cái tính chất vô thường như vậy. Thứ nhất là vị đó dùng cái trí tuệ của mình để phân tích ra các cái pháp hữu vi và vị đó hiểu được đến cái sự thật tột cùng của các cái pháp hữu vi đấy. Khi vị đó phân tích ra cái sự thật tột cùng, biết rõ cái tính nhân duyên quả báo sinh khởi của nó, do nhân gì mà nó sinh lên, do cái nhân gì mà nó diệt đi, thì cái vị đó khi mà hiểu rõ ràng được cái pháp hữu vi đấy và thấy được cái sự thật của nó, đó là nó luôn luôn có cái sự vô thường giả tạm như vậy, vị đó sẽ luôn luôn tác ý đến cái sự thật của nó, luôn luôn khởi lên cái tâm chân chánh để nhận biết cái sự thật đấy. Do cái tâm mà nó cứ khởi lên để nhận biết sự thật đấy cho đến khi mà vị đó thể nhập với sự thật, cái trí tuệ của vị đó thể nhập với sự thật, những cái tâm mà hiểu sai về sự thật nó không khởi lên nữa. Thì những cái tâm hiểu sai về sự thật đó là vô minh, vì hiểu vô minh là hiểu sai, do hiểu sai mới sinh ra tham ái, do tham ái mới sinh ra chấp thủ. Còn do cái trí tuệ là thấy đúng sự thật, hiểu đúng sự thật, thì cái sự thấy đúng, hiểu đúng sự thật đấy là trí tuệ. Do cái trí tuệ nó khởi lên, vị đó thấy rằng là các pháp hữu vi này là luôn luôn sinh diệt, là vô thường, thì vị đó thể nhập với cái tính vô thường này, rồi là vị đó hiểu rõ được cái tính khổ, tính vô ngã của nó, thì vị đó diệt trừ luôn được cái tham ái với các pháp hữu vi, diệt trừ được chấp thủ với các pháp hữu vi, thì cái trí tuệ của vị đó đạt đến cái sự thể nhập hoàn toàn, và nó những cái tâm vô minh nó không khởi lên luôn, thì lúc đấy vị đó trở thành một vị a la hán, nên là vị đó giải thoát khỏi cái tâm si mê tà kiến. Cái người nào còn si mê thì sẽ còn tà kiến, còn hiểu sai thì còn tà kiến, và còn tà kiến thì vị đó sinh ra tham ái và chấp thủ. Vậy thì vị đó giải thoát là giải thoát khỏi cái sự hiểu biết sai lầm về các pháp, vì nó giải thoát khỏi cái tham ái với các pháp, giải thoát khỏi chấp thủ với các pháp, thì tham ái chấp thủ đã diệt rồi thì nó thì vị đó không sẽ có cái sự đi đến cái sự buông xả, buông bỏ đối với các hành, tức là các cái hành động tạo nghiệp của vị đấy, vị không chấp vào những cái hành động tạo nghiệp đấy nữa. Ví dụ như là một cái người mà còn vô minh thì vị đó làm cái gì, vị đó luôn luôn thấy có cái ta đang làm này, ta đang làm kia. Ví dụ vị đó làm một việc tốt, vì đó cũng thấy là tôi làm việc tốt, vì đó tôi tu tập, tôi giữ giới, tôi hành thiền, tôi bố thí, tôi cúng dường, tôi lễ Phật, luôn luôn có cái ta, cái tôi, có cái ngã ở trong đấy. Nhưng một vị a la hán thì không còn cái tâm đấy, mà vị đó sẽ thấy là có cái năm uẩn này, nó đang có cái hành động của nó, cái hành động lễ Phật của năm uẩn, cái hành động bố thí của năm uẩn, cái hành động giữ giới, hành động hành thiền, thì đấy là chỉ là cái hành động của năm uẩn, và vị đó không còn có cái chấp thủ trong những cái hành động đấy nữa, cho nên những cái hành động ấy nó không còn, nó không để lại cái nghiệp lực để đi tái sinh trong tương lai. Còn những cái vị còn có chấp thủ thì nó mới để lại nghiệp hữu, còn nghiệp hữu thì còn tái sinh. Cho nên vị a la hán giải thoát được khỏi cái nhân của cái tái sinh, thì cái quả của tái sinh nó không khởi lên, vì đó được giải thoát ra khỏi tất cả những cái khổ đau ở trong tam giới, ở trong sinh tử. Nên là vị ấy, một vị a la hán được gọi là giải thoát ngoài tất cả, vì ấy không còn đoạn trừ tất cả mọi cái ràng buộc ở trên thế gian. Thì chỉ có những người còn vô minh thì mới bị trói buộc, những người còn bị còn chưa hiểu đúng sự thật thì bị chính những cái pháp hữu vi ở trên thế gian này nó trói buộc, vì nó còn thấy vị đó chưa thấy cái pháp hữu vi, nhưng vị đó chưa ngộ được cái tính vô thường của nó, chưa ngộ được cái tính giả tạm của nó, nên vị đó thấy cái tính thường trong cái vô thường, thấy cái lạc trong cái khổ và thấy cái ngã trong cái vô ngã, thì đấy là cái lầm tưởng của một cái người phàm phu ấy, và một cái người mà chưa giác ngộ. Thế thì một bậc giác ngộ thì thấy cái vô thường trong cái vô thường, thấy cái khổ trong cái khổ, thấy cái vô ngã trong cái vô ngã, thì cái vị đó
không còn bị trói buộc, không còn bị những cái pháp giả tạo ở trên thế gian này nó lừa nữa, tức là vị đó hiểu đúng chân các cái sự thật, đúng bản chất của các sự thật, thì không bị những cái pháp giả tạo đấy nó lừa gạt, và vị đó không sinh ra những cái tình cảm yêu ghét. Còn cái người mà còn bị những cái cảnh ở thế gian này nó lừa gạt thì vị đấy sẽ khởi lên cái tâm gọi là yêu ghét. Thì cái tâm yêu, cái sự yêu ghét đấy, cái sự tham đắm, ái nhiễm đấy, đắm ái nhiễm đấy thì được gọi là những cái sự ràng buộc, ràng buộc thế gian, người ta bị ràng buộc với danh lợi, với những cái tài sản vật chất, với những thân bằng quyến thuộc, thì đấy là cái sợi dây nó trói buộc một cái người ở trong sinh tử, hay là gọi là cái sợi dây mà nó là cái sợi dây chủ đạo để dẫn một cái chúng sinh chìm đắm ở trong sinh tử, hay là gọi là cái mắt xích. Thì được gọi là cái sợi dây tham ái nó trói buộc, nên vị đấy có thể đoạn được cái tham ái, vì nó giác ngộ được sự thật thì đoạn được cái tham ái đây, thì cái tham ái nó được đoạn thì tất cả thì cái nhân của cái khổ nó được đoạn trừ, nó giống như là những cái trói buộc ở trong sinh tử nó được gọi là như là một cái xiềng xích. Nhưng mà cái xiềng xích đấy thì nó có 12 cái mắt xích, từ cái vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, nên sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử sầu bi khổ hữu não. Thì một cái vị đó do giác ngộ ra được một cái sự thật, cho nên là vị đó mới cắt đứt được cái mắt xích của cái vòng luân hồi sinh tử. Thì cái vị A-la-hán là thế, vì dư cái trí tuệ của vị đấy, vị đấy giác ngộ ra được một cái, giác ngộ ra được chân lý, thì vị đó cắt đứt được cái mắt xích, cái dây xích của cái pháp duyên khởi 12 nhân duyên, là những cái nhân mà trói buộc một cái chúng sinh ở trong sinh tử, thì vị đó thoát khỏi, tức là vị đó giác ngộ ra được cái pháp duyên khởi, tức là cái nhân nó từ cái nhân ở quá khứ nó sinh ra quả hiện tại, cái nhân hiện tại nó sinh ra quả tương lai, thì vị đó biết cách diệt trừ cái nhân nó diệt thì ở quá khứ nó diệt thì cái quả hiện tại nó diệt, mà cái nhân ở hiện tại diệt thì cái quả tương lai nó diệt, thì đấy là vị đó cởi ra được cái dây trói cho mình, là thoát khỏi những cái ràng buộc, và vị đó không còn những cái nỗi khổ não nữa. Đấy là cái hành trang của một vị A-la-hán. Thì khi mà trở thành một vị A-la-hán thì vị đấy có một cái đức tính, đó là tự sanh tấn chánh niệm, không thích cư xá nào, như ngẫm trời lời ao, bỏ sau mọi chú ẩn. Thì với một cái người mà chưa chứng đến quả A-la-hán thì cái vị đấy sẽ thường phải nương tựa vào một cái người nào đó để có, ví dụ cái người đó muốn tiến bộ hơn thì vị đó cần phải có một cái bậc thầy nào đấy, một cái người bạn lành nào đấy để nương tựa, và những cái người thầy đấy sẽ có cái sự sách tấn chỉ dẫn thân cận với một cái người khác, với một cái vị thì có cái pháp cao hơn, có cái đức hạnh hay trí tuệ cao hơn để nương tựa, thì những cái vị thầy đấy sẽ sách tấn và để cho cái vị đó tu tập. Thì trong cái quá trình đấy, vị đấy là một vị phàm phu, thì vị đó mà muốn tu tập để trở thành một bậc A-la-hán thì cái vị phàm phu đấy mà nghĩ rằng ôi ta chả cần phải nhờ ai cả, tự ta tu, rồi vị đó có thể tự đi vào rừng sâu, vị đó nghĩ rằng là ngày xưa Đức Phật cũng tự tu, ngày thành Phật Thánh Đẳng Giác, bây giờ mình tự tu, mình cũng vào trong rừng tìm một gốc cây to lớn ngồi thiền, thế nào trải qua 6 năm khổ hạnh muốn rồi mình cũng giác ngộ như Phật thế nào. Nhưng mà liệu mình có thể làm được điều đó, một vị phàm phu có thể làm được điều đó? Thì một người phàm phu không thể làm được điều đó, một vị ấy không thể nào tự mình tu tập được, bởi vì cái ba la mật của một vị Phật Chánh Đẳng Giác nó khác, vị đấy đã tu tập chín mùi rồi, và cái kiếp đấy là cái kiếp cuối cùng, vị đó chỉ tu tập một cái thời gian là vị đó giác ngộ, và cái năng lực của một vị Phật độc giác, cái ba la mật của một vị Phật độc giác vậy, thì vị đó có thể tự tu được, vị đó có thể nhìn thấy
một cái cảnh vật nào đó và vị nó tác ý đến cái chân lý, đến cái các sự thật. Ví dụ như có vị Phật nhìn thấy lá rơi, một cái lá cây nó khô héo, nó từ trên cây nó rơi xuống, vị đấy quán chiếu ngay ra được cái tính vô thường giả tạm, cái sự đổi thay của các cái pháp hữu vi, thì vị đó trí tuệ hướng đến các cái pháp vô vi, vị đó giác ngộ tất cả các pháp hữu vi đều có cái tính vô thường như thế. Gì vô thường là khổ, cái đấy là cái gì khổ là vô ngã, thì cái năng lực đấy của một vị Phật độc giác có thể làm được. Nhưng mà tất cả những cái vị A-la-hán khác ngoài Đức Phật Chánh Đẳng Giác và Đức Phật Toàn Giác đây, Đức Phật Toàn Giác và Đức Phật Độc Giác đây, thì tất cả những bậc A-la-hán khác đều phải tu tập có một cái sự chỉ dẫn truyền thừa từ Đức Phật Chánh Đẳng Giác, truyền thừa đến các vị A-la-hán trước, các cái bậc thầy đi trước, và cái giáo pháp của Đức Phật ấy còn được lưu truyền. Vậy thì một cái người tu tập phải nương vào một cái vị đã tu tập trước, và cái vị đấy là một cái người đã thấy đường và mới chỉ cái con đường cho cái người đi sau, chứ một cái vị phàm phu mà chưa từng hiểu, chưa từng học Phật pháp thì vị đó không thể tự mình tu tập được. Vị đó có thể là vị đó có được cái pháp học, sau đó vị đó có thể áp dụng cái pháp học đấy vào tu tập thì vị đó có thể tu tập được, hoặc là vị đó có thể là phải nương tựa với một cái vị đã tu tập và đã giác ngộ, đã chứng ngộ Niết Bàn, thì vị thầy đi trước có thể hướng dẫn cho một cái người đi sau có thể tu tập được. Còn vị đó mà tự tu tập giống như Đức Bồ Tát thì vị đó không bao giờ tu tập mà đúng pháp và không bao giờ giác ngộ được. Nhưng mà khi đã trở thành một vị A-la-hán thì vị đấy được gọi là bậc vô học, vô học giới, vô học định và vô học tuệ, tức là vị ấy không bao giờ phạm lỗi lầm nào nữa, vì cái tâm bất thiện của vị đó đã tuyệt đối không còn, nên vị đó không cố ý tạo một cái điều bất thiện gì, nên vị ấy vô học về giới, vô học về định, tức là vị đấy sẽ có cái năng lực về thiền định. Thì ở đây là các vị A-la-hán này có vị thì có thiền chứng và có những vị không có thiền chứng. Ví dụ như là những vị A-la-hán mà có tam minh mục thông, tứ tuệ phân tích, là những vị đấy sẽ có cả hai pháp thiền chỉ và thiền quán. Những vị A-la-hán mà có tam minh và lục thông thì cũng có thiền chỉ và thiền quán, tức là vị đấy tự thành tựu cả cái thiền chỉ và thiền quán. Còn có vị A-la-hán chỉ có tam minh mà không có lục thông thì cái vị đấy cũng đồng nghĩa là vị đó không có thiền chỉ, tức là vị đó không có các pháp thiền chứng như là thiền định, mà vị đó chỉ có thuần quán. Thường thường là một cái vị mà thực hành cái pháp thuần quán để rồi từ cái pháp thuần quán đó vị đó sẽ chứng ngộ đạo quả. Nếu như vị đó chứng ngộ đến quả vị A-la-hán, vị đó không thực hành thiền định mà vị đó chỉ thực hành thiền quán thôi, thì có những vị có ba la mật trong quá khứ thì khi trở thành một vị A-la-hán thì vị đấy cũng thành tựu được luôn tam minh lục thông, và cũng thành tựu các cái pháp thiền định, nó cũng thành tựu cùng với đạo quả đấy. Còn có những vị mà chỉ thực hành thiền thuần quán không, thì đến khi trở thành một vị A-la-hán có thể vị đó chỉ có tam minh mà không có các cái năng lực thần thông. Và nếu như vị đó mà muốn có thêm các cái năng lực thần thông thì vị đó phải tập thêm thiền định và thực hành các cái pháp thuần thục về thiền định, và vị đó phải tuần tự thực hành và mới có thể tập được những cái năng lực thần thông. Còn nếu không, vị đó không thực hành thêm thiền định nữa thì vị đó chỉ có tam minh, thì là một cái vị A-la-hán là vậy. Còn một vị A-la-hán dù không thực hành thiền chứng thiền định thì vị đấy vẫn có một cái pháp thiền siêu thế, tức là cái thiền quả của vị đấy. Thì cái thiền quả đấy nó cũng tương tự như một pháp thiền định, tức là vị đó chứng quả A-la-hán trên cái sự thực hành thiền quả, thì sau đó vị đó an trú vào cái đạo quả của mình, thì đó là cái pháp thiền siêu thế, vị đó an trú ở đấy. Và cái trí tuệ của cái vị đấy cũng là cái trí tuệ thể nhập, cho nên là vị đó không còn phải nương tựa nơi một vị thầy nào nữa. Nên là một vị chứng quả A-la-hán thì vị đó có vị đó không còn phải học về những cái pháp tu tập, tức là vị đó không còn phải tu tập những cái pháp thiền chỉ thiền quán, tức là đặc biệt là thiền quán vị đó không cần phải học, vị đó đã hoàn toàn giác ngộ. Nhưng vị đó mà muốn phát triển thêm thiền chỉ, vị đó có thể học thêm,
Và đặc biệt nữa là một vị mặc dù đã chứng quả A-la-hán nhưng mà vị đó muốn chỉ dạy cho một cái người khác, hay là muốn thuyết giảng Phật pháp và chỉ dạy cho người khác tu học, thì vị đó vẫn phải học, vị đó vẫn phải nghe pháp. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất hay ngài Mục Kiền Liên thì vẫn thân cận bên Đức Phật để nghe pháp từ Đức Phật, sau đó mới triển khai cái giáo pháp của Đức Phật đó. Vị đó mới thuyết giảng rộng rãi ra, chứ vị đó không có cái sự giác ngộ mà có thể tự mình nói được ra pháp như Đức Phật. Đấy là cái khả năng của một vị A-la-hán khác với Đức Phật. Thì kể cả một vị thượng thủ về trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất cũng thế, ngài vẫn thân cận nơi Đức Phật, vẫn nghe từ Đức Phật thuyết pháp, và sau đó ngài thuyết giảng những cái giáo pháp của Đức Phật. Vì ngài có trí tuệ, ngài có thể nghe ít và ngài có thể thuyết giảng rộng rãi ra hơn, ra nhiều hơn. Thì tất cả những vị khác cũng thế, những vị đã chứng quả A-la-hán cũng thế, các vị ấy vẫn phải nghe pháp, vẫn phải trau dồi thêm Phật pháp. Và những cái vị đấy chỉ có thể giảng giải giáo pháp của Đức Phật, chứ những cái vị đấy không có thể nào mà tự mình nói ra được pháp giống như Đức Phật. Thế là giác ngộ về tứ thánh đế là cái năng lực trí tuệ của Đức Phật, hay là một vị A-la-hán cũng giác ngộ về tứ thánh đế, nhưng mà để thuyết giảng rộng rãi về những cái điều đấy thì vị đó phải học nhiều. Chỉ có Đức Phật thì mới có cái trí tuệ giác ngộ các cái pháp nhân duyên, duyên khởi một cách tuyệt đối. Còn những bậc khác A-la-hán thì giác ngộ nhưng mà không có thể hiểu một cách cặn kẽ chi tiết như Đức Phật. Cho nên là muốn thuyết giảng Phật pháp, vị đấy vẫn phải học cái pháp của Đức Phật. Dù là vị đấy mà là một bậc vô học, là vô học về giới, là vị không bao giờ cố ý phạm một giới nào. Vị đấy vô học về định, là cái tâm của vị đó không bao giờ còn phóng dật, không bao giờ còn tán loạn nữa. Cái tâm của vị đấy thể nhập với cái sự định tinh. Vị đó vô học về tuệ, tức là vị đó không bao giờ khởi lên cái vô minh tà kiến nữa, mà cái trí của vị đó là thể nhập với trí tuệ. Đấy là cái sự vô học của một vị A-la-hán. Nhưng mà để vị đó có thể thuyết giảng rộng rãi giáo pháp, truyền bá giáo pháp, thì vị đấy vẫn học những cái pháp học bình thường, kinh luật luận vị đó vẫn có thể học để có thể truyền đạt lại. Vì đấy là những cái pháp chế định ở thế gian thì vị đó vẫn phải học. Thì đấy là tự sách tấn, là chính mình, chứ một bậc A-la-hán thì không còn phải có người khác sách tấn, tức là vị đó không có nỗi lầm nên không có cần phải ai nhắc nhở chỉ bảo vị đấy nữa, thì vị đó đã tự mình trong sạch rồi. Và vị đó hoàn toàn an trú trong chánh niệm, chứ không bao giờ có những cái tạp niệm nào nó khởi lên nơi một vị A-la-hán. Còn một vị hữu học hay là một phàm nhân thì cái sự phóng dật, cái sự lười biếng và những cái tàn niệm, những cái tạp niệm nó khởi lên rất là nhiều. Cho nên là mà những vị phàm nhân hay là những cái bậc hữu học thì vẫn phải nếu mà thân cận với những bậc thầy, hoặc là cái vị đó phải nỗ lực giữ mình trong chánh niệm. Tức là vậy, vị đó, những cái bậc mà chưa chứng đến quả A-la-hán thì vẫn phải nỗ lực giữ gìn chánh niệm. Nếu mà chỉ cần khởi lên cái phóng dật một chút, khởi lên cái giải đãi một chút là tạp niệm nó sẽ khởi lên, những cái tà niệm nó sẽ khởi lên. Còn vị A-la-hán thì thể nhập với chánh niệm, không bao giờ vị đó khởi lên những tà niệm. Và cái điều đó là nó khởi lên một cách tự nhiên. Cái trí tuệ ở vị A-la-hán, cái chánh niệm ở vị A-la-hán nó khởi lên một cách tự nhiên. Không thích một cư xá nào thì một vị A-la-hán thì không có cái sự ái nhiễm với một cái chỗ nào, vị đó có thể có cái sự ung dung tự tại đến và đi. Vị đó có thể ở nơi này, ở nơi khác, vị đó không bao giờ còn bất mãn với những cái gì mà không có hài lòng, hay là không bao giờ khởi lên cái tâm đắm nhiễm với những cái chỗ nào mà khả ái. Thì cái đấy là vị đó không bị dính mắc bởi một cái cư xá nào, là bởi một ở một cái chỗ ở nào tốt hay là xấu, cái chỗ nào mà vị đó bị cứ khởi lên cái tâm là thích thú mà. Bởi vì cái lúc đấy thì vị đó hoàn toàn là có cái sự chi túc một cách tự nhiên, tức là thản nhiên tự tại trước những cái chú xứ. Thì cái vị đó có thể ở chỗ này và đi chỗ khác một cách tự tại, như ngỗng trời đời ao, bỏ sau mọi chú ẩn. Tức là khi vị đó có thể nay ở đây, mai ở kia, và không bị dính mắc vào những cái chú xứ, cái chỗ ở, nên là vị đó tự tại như chim bay ở trên hư không. Đấy là cái
hành trang của một cái vị A-la-hán. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu chi, tự tại trong hành xứ không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Thì một vị A-la-hán thì sẽ không bao giờ còn để tâm đến cái chuyện nó là cái gì là tài sản, tức là vị đó hoàn toàn vô sở hữu, hoàn toàn là không có sở hữu bất cứ một cái gì. Vị đó chỉ còn nó tài sản ở bên ngoài, ở trên người của vị đó chỉ có tam y nhất bát, hay là tám cái vật dụng của một cái vị sa môn. Chỉ có y và bát là cái tài sản luôn luôn mang theo mình. Và một cái vị A-la-hán thì tuyệt đối không bao giờ vị đó sở hữu những cái tài sản khác, đặc biệt là như là tiền hay là vàng, vị đó không bao giờ đụng đến. Và tất cả những cái tài sản khác vị đó sẽ không bao giờ cho là đây là của tôi. Không có một cái gì mà vị đó cho là của tôi nữa. Những cái tài sản bên ngoài như nhà, cửa hay là tất cả những cái vật dụng, vì đó sẽ không bao giờ chấp là đây là của tôi, tức là không bao giờ còn chấp trước với bất cứ một cái gì. Hay là đến ngay cái bản thân của vị đấy, vị đó cũng không nghĩ là cái thân này là của tôi nữa. Đến cái xác thân này nó chỉ là bốn đạo, nó đến và nó đi, vị đó cũng không có những nhận cái thân này là của tôi nữa. Hay là đến cái tâm của mình, vị đấy có những cái cảm thọ vui buồn, vị đấy cũng không còn nghĩ rằng đây là cái niềm vui của tôi nữa. Tức là những cái cảm thọ, vì đó không còn thấy nó là của tôi, là tự ngã của tôi nữa. Cái tưởng, cái tư tưởng, cái hành động hay là cái ý thức nhận biết, thì tất cả những cái đấy nó không còn cái tính là của tôi và tự ngã của tôi nữa. Thì vì nó không còn chất chứa bất cứ một cái tài sản gì. Thế thì ví dụ như là hàng ngày vị đó chỉ dùng đủ y để mặc, và dư là vị đó sẽ xả đi, không bao giờ cất chứa một cái đồ đạc gì. Những cái vật dụng như thế vị đó chỉ cần dùng đủ để dùng, và dư thì xả đi, chứ không bao giờ chứa, tích chứa ở trong cất giữ riêng của mình. Thì tất cả những cái vật khác vậy, như khi đi khất thực về ăn thì chỉ đủ dùng, ăn xong và còn dư bao nhiêu thì vị đó sẽ xả đi, không bao giờ cất lại để đến bữa sau ăn tiếp. Hay là những cái vật dụng khác cũng vậy, chỉ đủ để dùng chứ không bao giờ cất chứa thêm. Thì đấy là cái đặc tính của một vị A-la-hán, là không cất chứa bất cứ một cái tài sản gì bên ngoài. Ngay cái việc ăn uống của một vị A-la-hán cũng thế. Một vị A-la-hán thì không bao giờ còn cái tham dục gì, trong đó nó có cái tham dục về vật thực. Ví dụ như là một cái người bình thường sẽ có cái sự ăn để nuôi thân, ngoài cái ăn nuôi thân là ăn để thưởng thức cái mùi vị. Thì những cái người mà còn có cái tâm mà tâm tham hưởng thụ, thì cái việc ăn không phải là để nuôi thân nữa, mà ăn để mà hưởng thụ cái mùi vị, gọi là cái khoái khẩu về cái việc ăn. Còn một vị A-la-hán thì tuyệt đối không còn cái trạng thái đó là hưởng thụ cái mùi vị nữa. Cho nên là vị đó chỉ cần ăn để nuôi thân, chứ không bao giờ ăn để không bao giờ ăn dư thừa. Tức là vị đó chỉ biết đủ cái dinh dưỡng cung cấp cho cái thân này, nó cần bao nhiêu, ăn bao nhiêu để cho nó duy trì được cái thân tứ đại này, thì vị đó sẽ ăn bấy nhiêu, chứ vị đó sẽ không phải ăn cho nó no nê, ăn để cho nó thỏa mãn cái sự, và tuyệt đối vị đó không có cái sự tham ăn hay là thèm ăn những cái đồ ngon, mà vị đó chỉ ăn những cái gì nó phù hợp với cái thân cơ thể của vị đó, phù hợp với gì. Và lúc đấy cái thức ăn nó giống như là cái thuốc chữa bệnh. Lúc đấy vị đó không còn coi cái thức ăn là cái gì để mình thưởng thức nữa, mà thức ăn nó là một cái nhu cầu của cái thân này, giống như là cái bệnh nó cần phải thuốc để chữa. Thì đấy là cái sự ăn uống của một vị A-la-hán. Tự tại trong hành xứ thì cái chỗ ở của một vị A-la-hán là ở như thế nào cũng được, chỉ cần che mưa che nắng, và không có cần quan trọng nó là phải cao xa. Không, vị đó không có cái tâm là phân biệt là cái chỗ ở là sang trọng hay là tầm thường, mà cái chỗ ở chỉ là cái vật để che nắng mưa gió bão, chứ không bao giờ là cái đẹp vật xấu. Vị đó tự tại ở trong hành xứ. Hành xứ của một vị A-la-hán, hành là cái gì? Hành là cái nơi đến, xứ
là cái chỗ mà an trú. Thì ở đây nói là một cái vị A La Hán tự tại trong các cái hành xứ. Vậy thì cái hành xứ ở đây là muốn nói về những cái nơi mà tâm nó hướng đến và nó trú ẩn. Vậy thì cái hành xứ của một vị A La Hán, tâm nó hướng đến cái không, cái vô tướng, tức là cái sự giải thoát, không vô tướng giải thoát, là cái hành xứ của vị A La Hán. Thì tức là cái vị A La Hán, cái tâm của vị đó chỉ có hướng đến cái sự rỗng không, cái tướng không. Cái tướng không ở đây được gọi là cái sự không, cái không ở đây là cái sự giả tạm, hay là cái tính vô ngã của tất cả các pháp. Tất cả các pháp hữu vi này là không, hay là rỗng không, hay là giả tạm, hay là không có cái tự thể, tức là có cái sự không có cái tự ngã của nó. Thì một vị A La Hán khi mà cái mắt của vị đó thấy một cái cảnh sắc ở bên ngoài, thì vị đó sẽ thấy được cái tính rỗng không của cái cảnh sắc đấy. Khi tai nghe thấy một cái âm thanh, thì vị đó thấy được cái tính rỗng không của cái âm thanh đấy. Tức là vị đó thấy được cái tính duyên khởi nó sinh lên và cái tính diệt đi của nó, thấy được cái sự thật là cái sự vô thường, cái sự khổ và cái vô ngã của nó. Thì vị đó thấy được đến cái sự vô ngã của nó là vị đó thấy cái không của tất cả các pháp, và cái tâm của vị đó sẽ trú ở trong đó. Còn với một cái người thường thì khi mà mình thấy một cái cảnh gì thì mình sẽ khởi lên cái tâm là mình sẽ suy tư, phân tích, đánh giá và sinh ra những cái tình cảm ưa thích với những cái cảnh đấy. Những cảnh gì ở trước mắt mình sẽ suy tư phân tích cái cảnh này là đẹp hay xấu, cảnh này là có lợi hay có hại, cái cảnh này đáng yêu hay đáng ghét. Đấy là một cái tâm, một cái người thường là sẽ có cái người tình bình thường thì có cái suy tư như vậy. Còn một cái vị A La Hán thì khi mà các căn nó tiếp xúc với các cảnh trần, hay là tâm nó tiếp xúc với bất cứ một cái cảnh gì, thì vị đó sẽ thấy được cái tính vô ngã của nó, cái tính không, cái tính giả tạm của nó. Nên là vị đó không có chấp trước, không bị trói buộc bởi một cái cảnh gì, thấy được cái sự vô tướng của nó. Vô tướng của nó có nghĩa là ví dụ như là mình thấy một cái ngọn núi, thì đấy là cái hình tướng, nó có cái hình dáng như thế này. Nhưng mà với một vị A La Hán thì cái tâm nó thể nhập, vị đó thấy được cái hình đấy nó không như thế, tức là nó không có đứng yên mà nó luôn luôn bị dao động biến đổi, luôn luôn có cái sự biến dị đổi khác sinh diệt ở trong đấy. Vậy thì cái sự vô tướng là cái sự vô thường của nó. Ví dụ như mình thấy một cái người sinh ra, một người già, người trẻ, người nam, người nữ, thì khi mà mình có cái tâm lý mà phân biệt so sánh như vậy, thì đấy là mình chấp vào cái hình tướng ở bên ngoài. Còn một vị A La Hán do thể nhập với cái trí tuệ, vị đó thấy được cái tướng đấy nó không có đứng im như vậy, mà nó không có trường tồn như vậy, mà cái tướng đó nó luôn luôn sinh ra và mất đi. Vậy là đấy là thấy được cái vô tướng, là nó luôn luôn trôi chảy, biến đổi, và nó không ngừng nghỉ, không có một cái gì nó ngừng nghỉ cả. Thì đấy được gọi là cái tính vô tướng, hay là gọi là cái tính vô thường. Cho nên là vị đó giải thoát khỏi cái chấp thường, và vị đó giải thoát khỏi cái chấp ngã. Thì cái vị mà A La Hán thì do thể nhập, vị đó an trú như vậy, tự tại với cái tâm như vậy. Cho nên là không có cái gì có thể ràng buộc, có thể trói buộc được một vị A La Hán. Thì cái vị đấy được gọi là như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Tức là có cái sự tự tại, không có bị dính mắc, không có ràng buộc. Thì một vị A La Hán chứng ngộ A La Hán ngay ở trên cái cuộc đời này. Thì cái cuộc đời này có rất là nhiều những cái ô nhiễm, nhưng mà cái lúc đấy cái tâm của vị đó hoàn toàn thanh tịnh, cái trí của vị đó hoàn toàn thanh tịnh rồi, cho nên là vị đó trở thành vô nhiễm với tất cả những cái pháp ô nhiễm ở thế gian này, nên vị đó an nhiên tự tại. An đậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Thì một cái vị mà đã đoạn sạch các cái nậu hoặc ở đây là các cái nậu về phiền não, thì tất cả những cái tham sân si, những cái tâm bất thiện này đều được gọi là những cái nậu hoặc. Thì một vị A La Hán đã đoạn sạch hết các cái nậu hoặc đấy,
Mặc dù đã chứng quả A-la-hán nhưng mà vẫn còn cái thân này, vị đó vẫn thọ dụng, vẫn tiếp xúc mà với cảnh trần như một cái người bình thường. Nên hàng ngày khi mà đói thì vị đó vẫn phải ăn, khi mệt thì vị đó vẫn nghỉ, các căn nó vẫn tiếp xúc với cảnh trần, mắt vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm với những cái vật khác và ý vẫn khởi lên những cái ý thức khác nhau. Nhưng mà chỉ có một cái khác, đó là vị đó tự tại ở trong một cái tính gọi là vô thường và vô ngã, thì ở trong cái tính không và cái tính vô tướng, cái tâm của vị đó luôn luôn thoát khỏi những cái buộc ràng đấy, không có một cái cảnh gì ở bên ngoài nó có thể làm cho tâm của vị đó dao động được, thì đó là cái vị đó tự tại như chim giữa hư không, không để lại một cái dấu vết nào để tất cả những cái sự yêu ghét ấy, những cái khả ái hay là những cái nghịch ý, nghịch lòng, trái ý trên đời đều không làm cho cái tâm vị đó được bị dao động. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ động hoặc tước, người vậy chư thiên mến. Các cái căn của một vị A-la-hán thì tịch tĩnh, và cái tất cả những cái căn này nó đã trở nên thuần thục một cách tự nhiên, giống như là một cái con ngựa đã được điều phục thuần thục, một cái người đánh xe đã được thuần thục. Thì một cái vị mà tu tập thì trong cái quá trình, tức là trên cái con đường tu tập, thì vị đó phải luôn luôn ức chế, tức là phải chế ngự các căn. Ví dụ khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến cho ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên thì vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy. Vậy thì cái lúc đầu trong cái quá trình mà đang tu tập để chứng đắc đạo quả, thì vị đấy luôn luôn phải dùng cái sự thu thúc lục căn, phải dùng cái giới để chế ngự các căn. Nhưng mà cái giới nó vẫn không chế ngự được hết. Đôi khi vị đấy vẫn khởi lên những cái tâm bất thiện, và đôi khi các căn nó vẫn bị dao động với cảnh trần. Đôi khi một cái cảnh khả ái nó đập vào trong một cái căn như căn mắt hay tai, thì vị đó vẫn có thể khởi lên cái phiền não, tham sân si nó vẫn khởi lên. Đấy là trong cái trên cái con đường mà đang nỗ lực tu tập, thì vị đó phải dùng giới để chế ngự các căn của mình. Vị đó phải dùng định để chế ngự các căn của mình, vị đó phải thực hành thiền chỉ. Khi mà thực hành được thiền định, vị đấy an trú ở trong định, ở cái tâm định tĩnh như vậy, thì các căn của vị đấy cũng sẽ được thu thúc, và nó cũng thanh tịnh được một phần nào đấy, nhưng mà nó vẫn chưa đạt đến cái sự tuyệt đối. Và sau đó thì vị đó phải thực hành đến thiền tuệ, thiền quán, vị đó phải dùng cái trí tuệ để quan sát các cái căn ở bên trong mình và các cái cảnh trần ở bên ngoài. Từ cái sự quán chiếu như vậy thì dần dần vị đấy mới giác ngộ ra được cái tính vô thường ở các căn, tính cái vô thường ở trên các cảnh trần, cái sự vô thường ở trong các cái tâm, cái ý thức mà nó nhận biết các cảnh trần này. Thì vị đó dần dần mới đạt đến cái sự thấy con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thấy các cái cảnh sắc ở bên ngoài là sắc thanh hương vị chú pháp, nó cũng không phải là ta, không phải của ta, tự ngã của ta. Vị đó thấy được cái tính vô thường ở bên trong và bên ngoài, thấy được cái tâm nhận biết các cảnh ấy, nó cũng là cái sự vô thường đã tạm, và vị đó mới diệt trừ được cái tham ái và chấp thủ. Thì trên cái trong cái quá trình tu tập như vậy, vì nó luôn luôn phải nhiếp phục các căn như vậy. Thì một cái người mà có một cái sự tu tập thì các căn nó sẽ trở nên an tịnh. Một cái người nào mà không có sự tu tập về nội tâm thì các căn nó sẽ nó không có được an tịnh, nó không an tịnh, có nghĩa là nó bị nhiễm với cái trần cảnh ở bên ngoài. Thì một khi mà để chứng đến một vị đến cái quả vị A-la-hán thì các căn của vị đó đã trở nên thuần tịnh và đã trở nên tịch tĩnh, tức là tất cả các căn nó không còn bị dao động bởi cái cảnh trần ở bên ngoài nữa, và nó hoàn toàn thuần tịnh một cách tự nhiên. Thì đây là một cái vị đã nhiếp phục được các căn, và cái lúc này thì cái vị đó không còn cần phải dùng cái sức nỗ lực để chế ngự nữa, mà các căn nó tịch tịnh một cách tự nhiên tự tại như vậy, cái tâm của vị đó hoàn toàn bất động. Thế là như một cái người đánh xe điều ngự, mạng trừ động hoặc dứt, người vậy chư thiên mến. Thì các vị chư thiên thì thường là khi gặp
những cái người tu tập thì các vị đấy sẽ biết đây là một cái vị tu tập. Mà thường thường các vị chư thiên sẽ có cái năng lực cao hơn là ở con người. Mà các vị chư thiên là những cái vị nào mà có tha tâm thông thì chỉ có những cái vị chư thiên cũng từng có cái sự tu tập. Có thể các vị đấy có những cái năng lực về thiền định, thiền quán, hoặc là có những vị đã trở thành những bậc thánh tăng, những bậc thánh thánh nhân, tức là những bậc chư thiên mà là những bậc thánh. Thì các vị đấy sẽ biết, sẽ nhận ra đây là những vị thánh nhân, và những vị đấy sẽ hoan hỷ cung kính. Cũng có những vị chư thiên không biết, vẫn không có tha tâm thông, vẫn không biết được một cái vị này là thánh nhân. Còn một vị A-la-hán mà đi ở trong nhân gian thì những cái người ở trong nhân gian sẽ không biết. Ngoại trừ một vị A-la-hán gặp một vị A-la-hán thì vị A-la-hán đấy sẽ biết vị kia là A-la-hán. Tức là những vị A-la-hán gặp nhau thì biết, không cần nói. Nhưng mà một vị bất lai, nhất lai, một vị dự niu hay là một vị phàm nhân gặp một vị A-la-hán, tất cả đều không biết đây là vị A-la-hán. Mà thậm chí còn khởi lên cái tâm coi thường. Bởi vì một vị A-la-hán thì vị đó rất là tịch tịnh, nặng nẽ và không có giao động với những cái cảnh trần ở bên ngoài. Và có thể người khác không biết bảo sao có cái vị này mà nó hiện đành ngồi mà không có nói gì, cứ như là một cái cục đất. Thì có thể sẽ khởi lên cái tâm còn coi thường, chế nhạo và khinh thường nữa. Vì vị đó không có cái sự không có cái sự gọi là hơn thua với bất cứ ai. Cái vị mà nhiếp phục các căn như vậy, được an tịnh như vậy, các vị chư thiên hoan hỷ và biết cái vị đấy mà cũng hoan hỷ cúng dường đến những vị như vậy. Như đất không hiểm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Thì nếu là một vị A-la-hán đi vào trong nhân gian, có thể sẽ có những người sẽ phỉ báng vị đó. Với một vị A-la-hán, dù có bị chửi, chắc vị đó sẽ không có chửi lại. Hay là vì có bị đánh, vị đó không đánh lại. Thậm chí nếu như vị đó có bị giết, nếu gặp một ác nhân, người ta có thể giết chết một cái vị A-la-hán đấy, thì vị đó vẫn không khởi lên một cái tâm sân hận nào. Đấy, và cái vị đó hoàn toàn có cái tâm an nhiên tự tại, cũng giống như đất. Giống như đất, người ta chửi đất không chửi nạn, đánh đất không đánh nạn. Người ta có thể trà đạp lên và đất sẽ không trà đạp nạn. Thì bây giờ một vị A-la-hán mà đi vào trong làn cũng thế, người ta có thể đánh, có thể chửi, có thể trà đạp lên cái vị đó, và đảm bảo rằng sẽ không bị đánh nạn, chửi nạn. Có muốn bắt nạt một vị A-la-hán không? Một vị A-la-hán như vậy có bị dễ bắt nạt không? Thì một vị A-la-hán là như thế, vì đó không hiểm hận như vậy. Nhưng mà hoặc là có thể vì đó đi vào trong nhân gian, những người khác, những cái người mà có đức hạnh, nhìn thấy một cái bậc có đức hạnh thì những người khác sẽ cung kính vị đấy, sẽ đảnh lễ, sẽ cúng dường, sẽ tha nợ, sẽ tán thán vị đấy. Thì vị đó cũng không vì vậy mà khởi lên cái tâm thích thú, tức là vị đó cũng không có thích thú hay là đắm nhiễm hay là ưa thích hay là khởi lên cái tâm tự hào ngã mạn khi mình được cái sự cung kính và cúng dường. Đấy là cái một vị A-la-hán giống như một cái cột trụ như thế, không có bị một cái gió nào nó lay động hết, khen chê yêu ghét hay là được mất hơn thua ở cái cõi đời này. Thì tất cả những cái điều đấy thì đều vô tác dụng, tức là không có cái sự dao động trước những cái sự phỉ báng năng nhục của những cái người bất tín, mà cũng không bị dao động bởi cái sự cung kính, bởi cái sự cúng dường của những người có đức tin. Thì đấy là một cái vị A-la-hán luôn luôn tự tại, như cột trụ kiên trì, như hồ không có bùn nhơ. Tức là cái tâm của vị đó hoàn toàn thanh tịnh, và cái vị đấy là một cái vị hoàn toàn không còn chấm dứt cái vòng luân hồi. Thì bởi vì vị đó tự tại như vậy là cái vị không còn ở trong luân hồi nữa. Người tâm ý an tịnh, nơi an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Thì một vị A-la-hán thì khác với một cái người thường.
đó là cái tâm của vị đó luôn luôn ở cái trạng thái an tịnh, tức là cái tâm không bao giờ loạn động, không bao giờ dao động, không bao giờ phiền não. Thì cái tâm ý của vị đó rất là an ổn như vậy, lúc nào cũng ở trong cái trạng thái đó là tâm sạch, tâm thản nhiên tự tại, thản nhiên trước tất cả những cái ngoại cảnh, những cái cảnh vật ở bên ngoài, không bao giờ nghĩ lại những cái chuyện vui buồn ở trong quá khứ mà vị đó có thể vui buồn, vị đó có thể nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng mà vị đó thản nhiên, chứ không như nếu như một cái người mà chưa chứng ngộ thì vị đó khi mà nhớ lại một chuyện vui vị đó sẽ vui, vị đó nhớ đến một chuyện buồn thì vị đó sẽ buồn, rồi là một cái vị đấy sẽ hướng về tương lai với những cái ước nguyện, với những cái tâm mong cầu tương lai của mình sẽ như thế này thế kia. Nhưng mà một vị A-la-hán thì không có cái tâm ước vọng về tương lai, với cái tâm mong cầu, cũng không có cái sự lo sợ về tương lai, là lo sợ tương lai mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, sẽ mất người thân, sẽ mất tài sản, sẽ mất quyền lực, sẽ mất những cái danh lợi. Thì một vị A-la-hán sẽ không có những cái trạng thái tâm như vậy. Thì cái tâm của vị đó luôn luôn ở trong cái tâm gọi là cái tâm thản nhiên, cái tâm buông xả. Cái tâm ý như vậy là gọi là cái tâm ý an tịnh, lúc nào cũng an ổn tịnh tĩnh. Thì cái tâm ý an tịnh như vậy thì lời an, tức là nếu như một vị A-la-hán có nói một cái lời gì đó thì cái vị đó chỉ khi nào cần thiết thì vị đó mới nói, cái lời nói đó nó phải hợp nhân, hợp duyên, hợp thời, chứ không bao giờ một vị A-la-hán nói một cái lời nào đấy mà nó phi thời, tức là một cái lời nói mà nó không hợp thời, không đúng lúc, không có ý nghĩa, tức là một cái lời nói vô duyên vô cớ mà nói lên một cái lời gì. Thì khi mà vị đó nói lên một cái lời gì nó cũng là một cái lời hợp thời, hợp pháp, chứ không bao giờ nói nhảm những cái chuyện thế gian, tức là lời an. Nghiệp cũng an, tức là cái vị đó luôn luôn có những cái hành động, tức là những cái hành động của vị đó cũng rất là an ổn. Khi mà hành động thì cũng tùy theo nhân duyên, cái việc gì mà cần phải làm, cái việc gì đó vị đó mới làm, chứ không bao giờ có những cái hành động dư thừa, cái hành động gì không cần thiết, tức là vị đó sẽ không bao giờ làm cái việc gì mà tào lao vô ích, không bao giờ làm những cái việc không cần thiết, không có những cái hành động không cần thiết và không có những cái lời nói không cần thiết. Thì những cái khi mà không có những cái việc gì để làm, cái việc không có chuyện gì để nói thì cái vị đó sẽ giữ cái sự im lặng và an trú ở trong cái tướng không và cái tướng gọi là vô tướng, an trú ở cái trạng thái là không và vô tướng. Thế là bình thường nếu như không có việc gì để làm thì vị đó sẽ ngồi với cái thân bất động, với cái tâm bất động, an trú ở cái tướng không, là quán cái sự vô thường và vô ngã. Cái vị đó không cần phải cố ý khởi lên cái tuệ quán, mà cái trí, cái tâm của vị đó nó tự động là an trú ở đây. Cái tâm của vị A-la-hán thì nó cứ an trú ở cái trong cái tướng vô thường vô ngã. Còn một cái người mà đang tu tập thì muốn thấy được cái tính vô thường vô ngã thì cái vị đó phải nhập thiền, đó vị đó suốt thiền, vị đó phải bắt lấy một pháp hữu vi, vị đó phải phân tích ở trên đấy, bởi vị đó để tác ý đến tính sinh diệt của nó, vị đó quán cái pháp đấy là vô thường, quán cái pháp đấy là vô ngã. Nhưng mà khi mà vị đó rời pháp quán đấy ra một cái là những cái tâm thường lạc ngã tịnh nó lại khởi lên, khen chê yêu ghét nó lại khởi lên, vì lúc đấy là cái trí nó chưa thuần thục. Còn một vị A-la-hán là cái trí nó đạt đến thuần thục và nó trú ở đấy, nó lấy cái vô thường đấy làm đối tượng và cái tâm nó luôn an trú ở cái vô thường, lấy cái vô ngã ấy làm đối tượng và nó an trú ở đấy. Nên là cái vị đó sẽ luôn luôn an trú như vậy, cho nên là vị đó rất là an ổn, thân hành khẩu hành vị đấy an ổn, trí tuệ của vị đấy chỉ hướng về cái chân lý đấy, cái sự thật của các pháp hữu vi, hay là hướng về cái tịch diệt của cái pháp vô vi là niết bàn, mà cái vị đó tịnh lạc, hay là hưởng cái quả vị giải thoát. Mặc dù là cái vị đó chưa nhập niết bàn còn cái thân này, nhưng mà cái tâm của vị đó luôn luôn trú ở niết bàn. Trú ở niết bàn là cái vị đó, cái niết bàn đó là cái pháp gọi là chân tịnh, chân lạc, là cái pháp thanh tịnh tuyệt đối, cái pháp an lạc tuyệt đối. Đấy là cái thì đó có thể an trú ở đấy. Vậy cho nên là một cái vị mà chứng đến quả vị A-la-hán thì
nếu như vị đó là một cái người có cái nhân duyên để đi hoàng pháp độ sinh, vị đó có thể đi đây đi đó giảng dạy Phật pháp, hướng dẫn cho mọi người tu tập. Đặc biệt như một Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì cái hạnh nguyện độ sinh rất là lớn, cái nhân duyên với chúng sinh rất là nhiều, cho nên cái công việc đi đi thuyết pháp và đi độ chúng sinh rất là nhiều, thì một vị Phật Chánh Đẳng Giác sẽ rất là bận mà suốt ngày đi hoàng pháp độ sinh. Hay là những cái bậc A-la-hán có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích, hay là những người có cái nhân duyên với chúng sinh nhiều thì sẽ đi đi độ sinh cũng nhiều, đi tế độ chúng sinh. Nhưng mà cũng có những vị A-la-hán khi mà chứng đến đạo quả thì đấy không có không có cái hạnh độ sinh, không có cái pháp đi tế độ chúng sinh bằng cái sự thuyết pháp giảng dạy đối với chúng sinh. Thì cái vị đó sẽ đi tế độ với chúng sinh bằng cái cách khác, như là vị đó sẽ đi khất thực để giao duyên với chúng sinh. Có những vị A-la-hán thì không có thuyết giảng giáo pháp, không có hướng dẫn người khác tu tập để đi đến giải thoát bằng cái lời nói, nhưng mà vị đó có thể hướng dẫn bằng cái hành động hay là gieo cái duyên. Như một vị đấy sẽ đi trong nhân gian khất thực từng nhà, thì đấy cũng là một cái pháp tế độ với chúng sinh, gieo duyên với chúng sinh, để vì cái vị đấy là cái ruộng phước điền để cho chúng sinh cung kính cúng dường và tạo ra những cái công đức, gieo cái duyên để giải thoát ở trong tương lai. Như ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, thì khi mà các ngài chứng quả A-la-hán thì các ngài sẽ có cái hạnh nguyện độ sinh rất là lớn, phải đi thuyết pháp độ sinh rất là nhiều. Nhưng mà còn ngài Ca Diếp hay là tôn giả Kassapa thì ngài chủ yếu là ngài ẩn ở trong rừng. Và có những lần Đức Phật nói với ngài Ca Diếp rằng là này Kassapa, ông hãy thuyết pháp đến chúng tỳ kheo. Đến chúng tỳ kheo ở đây chỉ có ta với ông mới xứng đáng là những người thuyết giảng Phật pháp, thuyết giảng giáo pháp cho chúng tỳ kheo. Nhưng mà ngài Kassapa có khi vẫn từ chối những cái lời đề nghị thuyết pháp của Đức Phật. Ngài nói là chúng sinh mọi người thật là cứng cột đầu, tức là rất là ngang bướng và khó dạy bảo, và ngài rất là nhàm chán với cái việc giảng dạy cho người khác, và ngài chỉ muốn ẩn ở trong rừng. Thì đấy là mỗi vị có những cái hạnh nguyện như vậy. Nên là như có một cái vị mà chứng đắc đạo đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật, thì Đức Phật là một bậc giác ngộ, sau đó thì ngài thuyết pháp độ những cái vị đệ tử, mà ai cũng biết đến một cái vị đệ tử đầu tiên của ngài là tôn giả Kiều Trần Như. Thì tôn giả Kiều Trần Như sau khi mà chứng quả A-la-hán thì lúc đấy ngài là một cái vị lớn nhất trong tăng đoàn, lớn nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Thì lúc nào cũng ngồi trên là Đức Phật, và sau đó là đến ngài Kiều Trần Như. Và sau này thì Đức Phật độ hai vị đại đệ tử là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thì từ khi mà Đức Phật độ ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thì Đức Phật luôn luôn nói với hai vị đấy là hãy ngồi hai bên, tức là một vị đệ nhất trí tuệ, một vị đệ nhất thần thông, và ngồi hai bên Đức Phật. Và lúc này thì ngài Kiều Trần và ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên thì lại rất là tôn trọng ngài Kiều Trần Như. Tôn giả Kiều Trần Như là một cái bậc trưởng lão, là bậc đàn anh, bậc sư huynh. Và Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên có cái sự là hơi e ngại. Thì lúc đấy ngài Kiều Trần Như đã hiểu được cái tâm ý đấy, và ngài đã xin phép Đức Phật và đi vào trong rừng ẩn cư. Thì ngài chỉ có ẩn cư ở trong rừng, không có thuyết giảng Phật pháp, và chỉ có ở trong rừng và sống với một đàn voi. Và một cái đàn voi đấy thì có những cái con voi đã hộ độ, tức là hàng ngày đi cúng dường, đi hái trái cây và lấy những cái vật thực ở trong rừng về dâng cúng cho ngài. Và ngài chỉ có sống với cái đàn voi đấy cho đến lúc mà hết thọ mạng. Lần cuối cùng ngài về, ngài bái chào Đức Phật đấy, rồi ngài trở về cái khu rừng đấy, ngài nhập niết bàn. Thì trong cái thời Đức Phật, những cái bậc mà chứng quả A-la-hán thì rất là nhiều, có thể là trong một bài pháp có tới hàng ngàn vị chứng quả A-la-hán. Đức Phật có thể thuyết một bài pháp hàng ngàn vị tỳ kheo có thể chứng quả A-la-hán, như là cái bài pháp mà Đức Phật nói về một cái bài pháp là tất cả đang bốc cháy, giảng pháp cho 1.000 vị đạo sĩ theo đạo thời lửa
của Ba Nhâm Ca Diếp. Chỉ một bài pháp đấy thì tất cả những vị đấy trở thành những bậc A-la-hán hết. Nhưng mà ngoài những cái vị ở cõi nhân gian để chứng quả A-la-hán thì các vị chư thiên ở các cõi trời đã có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán, quả Bất Nai, quả Nhất Nai hay là quả Dự Niu thì rất là nhiều. Thì những cái vị chứng đắc đạo thì rất là nhiều, nhưng mà mỗi một cái vị sẽ có những cái khả năng khác nhau. Có những vị chứng quả A-la-hán thì sẽ đi lên đường vào Hoàng Pháp, giống như là lúc đầu Đức Phật độ được 60 vị A-la-hán đầu tiên. Thì ngoài Đức Phật và thêm 60 vị A-la-hán nữa thì lúc đấy Đức Phật mới nói rằng bây giờ các ông cũng đã giác ngộ chân lý, vậy thì mỗi người hãy đi trên một con đường, đừng đi hai người trên một con đường, mà mỗi người đi trên một con đường, và hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, hãy thuyết pháp hoàn hảo ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, hãy nói nên cái pháp bất tử này để dẫn dắt những cái chúng sinh ở trong khổ đau đến niết bàn an vui. Thì đấy là mỗi một người sẽ đi thuyết giảng những cái giáo pháp khác nhau, nhưng không phải là ai cũng có thể thuyết giảng như Đức Phật. Lúc đấy thì Đức Phật đi về cái hướng đi đến cái chỗ tu tập của ba anh em đạo sĩ Kassapa để thuyết pháp cho những cái vị đạo sĩ, để đưa những cái vị đạo sĩ đấy trở về với trong chánh đạo. Thì cũng trong cái thời gian đấy thì có một trong năm số anh em ông Kiều Trần Như, đó là tôn giả A Xá Chi. Tôn giả A Xá Chi thì lúc đấy đã trở thành một vị A La Hán. Thì ngài đi khất thực thì lúc đấy tôn giả Xá Lợi Phất chưa đi xuất gia, còn là một cái vị cư sĩ. Khi nhìn thấy tôn giả A Xá Chi có các cái căn tịch tính, tức là ngài có một cái sự thoát tục rất là cao, thì ngài biết đây là một cái bậc không phải là cái bậc thường, mà phải là một cái bậc thượng nhân. Thì ngài chỉ chờ cho cái tôn giả A Xá Chi đó thọ thực xong thì ngài chỉ lại ngài hỏi là thưa ngài, thì, ngài tu tập cái pháp môn gì, ai là thầy của ngài, và thầy của ngài dạy ngài như thế nào. Thì tôn giả A Xá Chi nói là ta mới đi xuất gia trong giáo pháp này, ta không có hiểu nhiều về Phật pháp, nhưng ta chỉ hiểu căn bản về Phật pháp, đó là các cái pháp do cái nhân duyên, là có cái tất cả các cái pháp nó do những cái nhân nó sinh ra, các cái nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại, nhân hiện tại sinh quả tương lai, thì các cái nhân nó diệt thì quả nó diệt. Thế là nói vắn tắt về một cái pháp tứ thánh đế, nó là khổ thật diệt đạo, là có cái thân này thì nó có khổ, mà có cái nhân nó sinh ra cái thân năm uẩn này, là các cái phiền não, các cái phiền não đấy nó được diệt trừ thì cái năm uẩn này sẽ không thể nào sinh lên được nữa. Thì đấy là đi đến cái sự giải thoát. Thì chỉ ngay như thế thì ngài Xá Lợi Phất đã chứng được sơ quả. Thì những cái vị chứng được đến đạo quả A La Hán thì đấy cũng là một cái cách là đi hoàng pháp, đi tế độ của từng vị A La Hán. Nên là ở thế gian có nhiều người cũng hay có cái sự hiểu lầm, nói rằng khi một vị A La Hán chứng quả A La Hán là ngang bằng với Phật, thì cái đấy là một cái sự hiểu sai. Vì Đức Phật thì có cái trí tuệ toàn giác trí, còn các bậc A La Hán thì có nhiều mức độ giác ngộ khác nhau, có những người có cái trí tuệ rộng lớn, có những người có cái trí tuệ ở cái mức vừa phải. Cái sự giải thoát thì như nhau, tức là vì các cái vị đấy đều giải thoát khỏi phiền não, đều chứng ngộ niết bàn, giải thoát luân hồi sinh tử. Nhưng cái trí tuệ giác ngộ thì có cao thấp, và cái trí tuệ giác ngộ đấy là khác nhau, chứ không phải ai chứng đến quả mà vị A La Hán cũng như ai. Một bậc A La Hán thì có cái đức tính là không tin, hiểu vô vi, người khắc mọi huệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Thì ở đây là không tin, là vị ấy không có tin vào những cái pháp mà những cái pháp sai trái ở thế gian. Tức là một bậc A La Hán thì khi bất cứ một cái tư tưởng gì, một cái học thuyết gì ở trên cuộc đời này, một cái triết lý gì ở trên cuộc đời này, vì đấy chỉ cần nghe qua thì đã biết ngay đây là chánh hay là tà, cái pháp này là đúng hay là sai, cái pháp này là cái pháp thật hay pháp giả. Thì một vị A La Hán là thế, không có một cái tư tưởng nào, hay là không có một cái học thuyết nào, một cái lý lẽ nào trên đời có thể làm cho vị đó khởi lên một cái niềm tin sai trái. Nên là một cái người đời thường dễ có thể khởi lên một cái niềm tin sai trái.
có thể nay thì mình có thể tin vào một cái pháp này, nhưng ngày mai mình có thể tin vào một cái pháp khác. Ngay ở trong Phật pháp bây giờ được truyền thừa đến bây giờ đã sinh ra rất nhiều cái hệ tư tưởng khác nhau, có rất nhiều cái hệ phái khác nhau, có rất là nhiều cái kinh điển khác nhau, và có thể là có những cái pháp môn trái ngược với nhau. Có những cái pháp môn nói là chỉ cần tu tập, có những cái pháp môn thì duy trì lại cái giáo pháp của Đức Phật, gọi là pháp nguyên thủy. Có những cái pháp môn gọi là cải cách, có cái tư tưởng phát triển, rồi là có rất là nhiều các cái cách thức khác nhau. Vậy thì kinh điển cũng vậy, cái kinh nguyên có những cái lời dạy của Đức Phật được ghi chép lại được gọi là kinh điển, nhưng mà có thể là thời sau này viết ra nhiều những cái tư tưởng khác, những kinh điển khác cũng có, và cũng nói rằng đây là lời dạy của Đức Phật, đây là kinh điển của Đức Phật. Nhưng mà với khi mà được truyền thừa như vậy ở trong nhân gian thì một cái người bình thường đọc thì có thể phân biệt được đây là kinh của Phật, đây không phải kinh của Phật, cái tư tưởng này là đúng lời Phật dạy, tư tưởng này sai lời Phật dạy. Thì với một cái người phàm nhân bình thường sẽ không hiểu được điều đó, không phân, có thể sẽ không hiểu, có thể mình vẫn tin sai, vẫn tin là kinh này là của Phật, kinh những cái kinh mà không phải của Phật nói sai trái tư tưởng của Phật có khi vẫn bị tin nhầm. Thì là một cái người vẫn có những cái niềm tin sai, là khi mình chưa có cái trí tuệ, chưa có trí tuệ thâm sâu, chưa hiểu biết rõ. Còn đối với một cái bậc có trí tuệ, một bậc đã giác ngộ rồi, thì với một cái vị đấy mình đưa những cái tư tưởng đấy, vị đấy sẽ biết ngay, à cái tư tưởng này là đúng, cái kinh, bài kinh này là đúng của Phật, cái kinh này là không đúng lời Phật. Ngay là một cái người khác có thể thuyết giảng lên một bài pháp, ví dụ có rất nhiều vị pháp sư sẽ thuyết giảng lên những cái bài pháp, và có những cái vị sẽ nói đúng như là cái pháp của Đức Phật, nhưng mà cũng có vị sẽ nói sai với tư tưởng của Đức Phật, có thể sẽ sinh ra những cái tư tưởng sai trái và tà kiến ở trong này, chứ không phải là vị giảng sư nào hay vị pháp sư nào cũng có thể nói đúng cái pháp của Đức Phật, và vẫn có rất nhiều vị sẽ bị khởi lên cái tư tưởng sai trái, là cái tà kiến, vẫn có thể hiểu biết sai về cái tư tưởng đi đến niết bàn giải thoát của Đức Phật. Thì có rất là nhiều những cái pháp tà kiến như vậy vẫn có thể khởi lên ở trong Phật pháp, nhưng mà với một cái người bình thường mình sẽ không hiểu được điều đấy, có thể là mình vẫn tiếp thu những tư tưởng tà kiến đấy. Nhưng mới với một vị A-la-hán thì điều đó không bao giờ xảy ra, vì đó nghe và vị đó sẽ biết ngay cái tư tưởng này là đúng, có thể chấp nhận được vị đó nói một cái pháp này đúng với tư tưởng của Đức Phật và có thể đi đến giải thoát thật sự. Và nếu như một cái người khác nói một cái tư tưởng gì đó sai thì một vị A-la-hán sẽ biết ngay tư tưởng này sai, bài pháp này có tà kiến, có cái sự sai trái, và thì đấy là một cái vị A-la-hán sẽ biết như thế. Thì vị đó sẽ biết không có tin vào những cái pháp gì mà không đúng. Vì vị đó, tại sao vị đó có cái niềm tin như vậy? Bởi vì vị đó hiểu được các pháp vô vi. Vị đó hiểu được các cái pháp vô vi, chứ còn là một cái, vậy thì bây giờ ai nói một cái pháp gì đó mà nó đi ngược lại với cái pháp vô vi, tức là nó đi ngược lại pháp vô vi thì là nó không còn đúng là Đức Phật. Cái pháp vô vi là cái pháp gì? Mà một cái người mà nói đúng cái pháp, mà hiểu được pháp vô vi thì cái người đấy sẽ hiểu được có chánh kiến, hiểu được sự thật. Còn người không hiểu được pháp vô vi thì cái người đấy vẫn có thể khởi lên tà kiến, vẫn có thể tin vào những cái niềm tin sai ở trên đời. Giống như là một cái người nào đấy nói rằng ở thế gian này nó có một cái pháp chân thường, có một cái cõi sống thường hằng bất biến, thì là cái người đấy đã nói sai về pháp vô vi. Vì ở trên thế gian không có cái gì nó tồn tại mãi, tất cả các pháp đều vô thường. Vậy thì bây giờ một cái người nào mà nói một cái có một cái gì đó nó thường hằng thì là nói sai. Hay là một cái người nào đó nói rằng có một cái cõi nào là một cái cõi an vui tuyệt đối, an vui không có khổ đau, và ở đấy sẽ có cái sự an vui vĩnh hằng, thì cái đấy là một pháp sai. Vì ở trên đời này không có cái niềm vui nào mà nó tuyệt đối, tất cả những cái pháp đã còn cái thân năm uẩn này thì sẽ phải có sinh và có diệt, thì phải có khổ, chứ không bao giờ có một cái chỗ nào mà nó an lạc tuyệt độ.
khi mà có thể có cái sự hiện hữu để hưởng thụ cái niềm vui tuyệt đối là sự sai xa. Vậy thì không ai có thể nói ca ngợi một cái người tham đắm đối với các pháp hữu vi, bởi vì một vị A-la-hán thì thấy được cái tính vô vi ở trong các cái pháp hữu vi đấy, tức là thấy được cái tính giả tạm, cái tính vô thường, cái tính vô ngã ở trong các cái pháp hữu vi. Cho nên là nếu như nói đến một cái pháp gì đó mà nó hướng đến cái sự vô thường, hướng đến cái sự vô ngã ở trong cái pháp đấy, thì cái pháp đấy là cái pháp đi đến giải thoát. Còn nếu như có một cái tư tưởng gì đó mà ca ngợi một cái sự một cái pháp, một cái cõi sống nào đó là tồn tại mãi, tức là có cái tính thường hằng ở đấy, có cái tự ngã, tức là còn có cái sự chấp trước vào cái bản ngã ở đấy, thì cái pháp đấy không có, nó không có cái sự vô vi, tức là không có cái là cái pháp tà kiến ở trong đấy. Thì là một cái vị đấy không tin vào những cái pháp sai trái, vì vị đó đã thấu hiểu được các pháp vô vi, là thấu hiểu được cái tính vô thường và tính vô ngã ở trong các pháp hữu vi, cắt đứt mọi hệ lụy, thì vị đấy không còn hệ lụy, tức là không còn bị trói buộc vào bất cứ một cái dục nào ở trên thế gian này, mà không còn một cái cơ hội nào nữa, tức là các cái cơ hội mà để trói buộc được vị đấy, tức là một cái người nào đấy muốn lừa vị đấy là không còn cơ hội, một cái người nào đó muốn làm cho vị đó khởi nên một cái ác pháp nào đấy, tham sân si nào đấy để trói buộc vị đó là không còn cơ hội nào để mà trói buộc được vị đấy nữa, thì gọi là cơ hội đã tận hết những cái cơ hội mà để trong sinh tử này được. Nên là dù tất cả những cái gì ở thế gian này mà đưa ra cám dỗ vị đấy là không còn tác dụng nữa. Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, tài sản, danh vọng, thì tất cả những cái điều đấy để mà cám dỗ một cái vị đấy là không còn giá trị. Thì vị đó đã xả ni tất cả những cái điều đó, đã buông xả xa ni tất cả những cái ái nhiễm với những điều đó. Thì những cái vị vì vậy cho nên vị ấy được tôn vinh đến cái mức tối thượng, bởi vì vị đó không còn cái sự đắm nhiễm, tức là không còn những cái pháp hạ điển, không ưa thích những cái pháp hạ điển, không bị trói buộc bởi những cái pháp hạ điển ở thế gian nữa. Và cái tối thượng của vị đó là như vậy. Cái tối thượng của cái vị đó không phải là vị đó thể hiện thần thông quảng đại cho mọi người thấy là ta có năng lực cao phi thường như thế này, ta bay trên hư không để cho mọi người nhìn thấy này, ta có những cái năng lực này, năng lực kia. Cái vị đó không cần phải thể hiện như thế. Nếu như vị đó có những năng lực đấy, vị đó cũng không thể hiện. Vì nó không thể hiện cái sự phi thường của mình bằng những cái pháp siêu nhiên ở bên ngoài để cho mọi người có thể thấy và có thể ca tụng vị đấy. Mà cái hệ vị đó là một cái vị tối thượng. Ở đây cái sự cao thượng của cái vị đó là cái vị đó không có đắm nhiễm mà những cái dục lạc của thế gian này. Vị đó không còn bị khởi lên những cái tà kiến, tức là không còn những cái hiểu biết sai lầm. Tâm trí tuệ của vị đó là thể nhập. Vị đó không còn khởi lên những cái tâm tham đắm đối với những dục lạc ở trên thế gian. Thì đấy là cái tối thượng của một vị A-la-hán. Thì chỉ có những cái bậc có trí tuệ, có cái tâm cao thượng mới thấy được cái cao thượng đấy. Còn những cái người khác này, bây giờ mình đến thế gian rút tiền ra mình cho này, không tôi cho một sấp tiền để cho cục vàng, vị đó chua tay, thôi không có dùng cái này, thế cho tài sản, cho sắc đẹp, cho danh vọng này. Thế thì cái vị đó sẽ xua tay và không có nhận. Thì với những người khác sẽ nói, ôi cái người này sao mà dại thế nhỉ, người này khờ đấy nhỉ, người này sao thì mình nạn kỳ, không có giống ai trên đời này. Thì cái người không có trí tuệ thì sẽ không có thấy được cái cao thượng của một cái vị A-la-hán. Vì A-la-hán giống là một cái người như thế, từ chối tất cả những cái mà người ta ưa thích, thì vị A-la-hán không ưa thích. Vị A-la-hán lại thích những cái mà người ta không ưa thích. Đó là vị ấy thích cái gì mà nó thích nàng mạc núi rừng. Nàng mạc hay núi rừng, thung lũng hay đồi cao, A-la-hán cứ chỗ nào thì đất ấy thật khả ái. Một vị A-la-hán
ở nơi núi rừng, ở nơi hay là ở một cái nơi nào đó, thì cái nơi đấy sẽ có cái sự khả ái, có cái sự hoan hỷ, có cái sự an lạc ở nơi đấy. Bởi vì cái vị đó sống mà vị đó không có chạy theo những cái danh vọng ở cuộc đời, vị đó không có khởi lên một cái pháp bất thiện nào, nhưng vị đó không bao giờ sân hận hiềm thù hay là nói xấu người này nói tốt người kia, không có khen chê yêu ghét gì cả. Vị đó rất là tự tại, và cái vị đó là một cái người có trí tuệ, vị đó có thể thuyết giảng những cái điều cao thượng, những cái điều đạo đức để dạy cho những người khác bỏ ác làm lành, bỏ tà theo chánh. Cho nên là cái vị đó ở đâu thì vị đó đem lại cái sự hoan hỷ và an lạc ở đấy. Nhưng nếu như cái vị đó không có trực tiếp giảng dạy thì cái đời sống, cái tâm vô nhiễm của vị đó, cái tâm từ bi bác ái, cái tâm từ bi hỷ xả của vị đó cũng đủ để làm cho những chúng sinh sống ở xung quanh đấy cảm thấy hoan hỷ và an lạc. Ví dụ như là cái lúc mà Đức Phật thành đạo, khi Ngài đi về thành Ca Tỳ Na Vệ, thì lúc đấy cái người con của Ngài là Na Hầu Na, lúc ấy còn là một cái đứa trẻ rất là nhỏ, và đến đứng gần lên Đức Phật, đến đứng dưới cái bóng của Đức Phật, và Na Hầu Na đã phải thốt lên là thưa Ngài, cái bóng của Ngài thật là mát mẻ, bóng của Ngài thật là ấm áp, thật là dễ chịu. Thì chỉ cần chú trong cái bóng của một cái vị mà có cái tâm từ, vì nó đã cảm nhận được cái niềm hạnh phúc này, thì tất cả những chúng sinh sống ở xung quanh một vị A-la-hán cũng thế, tất cả các vị chư thiên, các hàng phi nhân, nhân loại cho đến người hay là các loài súc sinh, đến các chúng sinh ở cái cõi khổ đau ngã quỷ cũng cảm thấy an ổn và hoan hỷ và an lạc khi mà ở gần một vị A-la-hán. Thế nên là ở đâu vị đấy đem được cái sự khả ái như đấy, bởi vì cái tâm từ của vị đấy làm cho mọi người khả ái. Nên là cả những cái con, các cái loài vật chim chóc hay là đến những cái loài thú dữ, nó cũng đều cảm thấy hoan hỷ và khả ái. Như là khi Đức Phật vào trong rừng sâu thì voi mang trái cây đến cúng dường, khỉ mang trái cây đến cúng dường, và các cái loài vật khác nó vẫn cảm thấy cái sự ấm áp, vẫn cảm thấy cái sự an ổn mà không có cái sự sợ hãi. Thì một vị A-la-hán cũng có thể có sống ở đâu cũng làm cho mọi người cảm thấy an ổn. Thì vị đấy có thể là dù vị đó, một vị A-la-hán đấy không có thuyết giảng Phật pháp, thì cái sự cư trú của vị đó ở đâu thì cũng đem lại cái niềm hạnh phúc cho những cái chúng sinh ở nơi đấy. Và khả ái thay núi rừng chỗ người phàm không ưa, vị ni tham ưa thích vì không tìm dục nào. Thì khi mà một vị đấy chứng quả A-la-hán thì vị đó sẽ không có đi tìm đến những cái nơi nào mà ồn ào náo nhiệt, như là những cái nơi đô thành, những cái nơi thành thị, những cái nơi đấy có rất là nhiều tiếng động, tiếng ồn, những sự có nhiều ô nhiễm, thì vị đó không ưa thích ở những cái nơi đấy. Mặc dù vị đó không có ô nhiễm, sống ở đâu cũng tự tại, vị đó không còn mà bị dao động hay là không còn bị nhiễm bất cứ một cái cảnh nào ở trên đời, nhưng mà vị đó vẫn ưa thích núi rừng, vẫn ưa thích ở ẩn ở trong núi rừng, cái nơi mà một cái người phàm không ưa, vì ở trong rừng thì chỉ có cái sự vắng vẻ, không có những cái niềm vui, không có những cái trò chơi, không có những cái mà để mà hưởng thụ cho các cái giác quan ưa thích. Thì ở cái nơi đấy lại là một cái nơi rất là phù hợp đối với những bậc A-la-hán, cho nên là những bậc thánh nhân thì sẽ ưa thích ở những cái nơi vắng vẻ tịch tinh, những nơi đấy như là ở núi rừng, những cái nơi yên tĩnh, chỗ mà người phàm không ưa, bởi vì vị đấy không đã xa lìa những cái dục lạc ở bên ngoài. Và ở trong núi rừng là cái nơi mà cái vị đấy có thể dễ dàng chú tâm trên cái thiền quả của mình, tức là vị đấy có thể an trú trên cái quả vị giải thoát, cái đạo quả giải thoát của mình. Thì cái tâm quả đấy vị đó có an trú như là an trú ở trong thiền, vị đó có thể
tịch tĩnh ở trong đấy, hoặc là ở trong đấy vị đó nhập các cái thiền như là thiền diệt, vị đó nhập diệt diệt tận thọ định, diệt thọ tưởng định, tức là một cái vị nhập vào cái thiền diệt đấy, vị có thể an trú một ngày đến bảy ngày liên tục ở trong đấy, vị đó có thể ngồi dưới gốc cây. Và một cái vị mà nhập vào thiền diệt thì một vị A-la-hán có thể nhập thiền diệt một cách dễ dàng nếu như vị đó có tu tập về thiền chứng, tức là các cái pháp về thiền định, vị đó thuần thục trong 10 Pasina thì vị đó sẽ nhập về thiền diệt. Bởi vì một vị A-la-hán thì trí tuệ của vị đó thể nhập với các pháp chân đế, tức là các cái pháp hữu vi, nó sinh diệt, lúc nào vị đó cũng thấy cái tính sinh diệt đấy. Và nếu như không muốn thấy cái tính sinh diệt đấy nữa, tức là cái tính sinh diệt là cái tính vô thường của tất cả các pháp hữu vi đấy, và nó luôn luôn thể nhập với trong tâm vị đấy, trí tuệ vị đó luôn luôn lúc nào cũng thấy vị đó. Bây giờ cái vị đó không muốn thấy cái tính đấy nữa thì vị đó chỉ có mỗi cách là nhập thiền diệt. Thì vị đó sẽ nhập vào trong cái thiền diệt, khi mà vị đó xuất ra khỏi thiền chứng thì vị đó sẽ trú ở trong cái thiền diệt tận định. Và khi mà làm các công tác để trú ở trong thiền diệt thì vị đó phải khởi lên cái tâm quyết định đó, hướng về cái thọ mạng của mình, sống được quá một tuần không, rồi vị đó sẽ tác ý là trong khi mà ta ngồi đây, thân thể của ta sẽ bất động, sẽ được an toàn, không có ảnh hưởng gì. Vì đó có thể tác ý nên y phục của ta cũng sẽ không có cái sự nguy hiểm gì. Vì đó sẽ quyết định và nhập vào trong thiền diệt đấy. Thì khi vị đó mới nhập thiền diệt ngồi dưới đấy, có thể những người khác đi qua nhìn thấy một cái sự bất động của vị đó, hơi thở dừng lại hoàn toàn, và cái người ngồi sẽ vững chắc như là một cái tảng đá. Và có thể người ta sẽ nghĩ rằng vị này đã nhập diệt rồi, có thể cái vị này đã chết rồi. Lúc đấy người ta có thể chất củi lên và đốt vị đấy. Người ta sẽ đốt vị đấy và lửa vẫn cứ bốc cháy, mà vị đó sẽ ngồi ở trong đấy, ngồi ở trong cái đống lửa đấy. Và mọi người cứ đinh đinh là mình đã thiêu vị đó cháy thành than rồi. Nhưng mà có thể ngày hôm sau vị đó vẫn xả thiền và đi vào làng khất thực bình thường. Sẽ là đó là một cái sự ngạc nhiên, bởi vì vị đó có thể có cái sự tự tại như thế. Nếu như vị đó nhập thiền diệt thì vị có thể ở trong đấy. Nên nếu như bây giờ một cái người đi vào rừng, mình thấy một cái vị đang nhập định ở dưới gốc cây, mình thấy hơi thở không còn nữa, mình tưởng vị đó chết rồi, mà mình chất củi mình đốt thì có phạm cái tội giết người, phạm tội giết bậc A-la-hán. Giết bậc A-la-hán là một đại trọng tội, giống như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, năm cái tội lớn nhất ở trên đời, phá hoại tăng và làm thân Phật chảy máu. Thì có năm cái tội đấy, một cái vị nào mà giết Phật và giết vị A-la-hán là chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Nhưng mà một cái người, người ta không cố ý, người ta nghĩ rằng đây là một người chết, người ta đốt thì sẽ không có phạm, không có phạm vào cái tội giết A-la-hán. Thế thì trong quá khứ có cái câu chuyện đấy rằng là có hôm đấy là có một số người đi vào trong rừng thì thấy một cái vị tu hành này đang ngồi dưới gốc cây và nhập thiền diệt như vậy. Những người này tưởng là vị đó đã chết rồi, cho nên là chất củi nên đốt. Khi mà đốt được một nửa thời gian rồi thì các vị đấy mới suy đoán ra là đây là cái vị đó là một cái, đây là một cái vị đạo sĩ của vua. Tức là cái vị đấy là vị độc giác Phật, một cái người mà hay ngồi thiền ở trong cái vườn ngự uyển của vua. Và lúc này mọi người mới nghĩ rằng là đây là vị độc giác Phật rồi. Cái vị này mà nếu mà nhà vua mà biết chúng ta đốt vị ấy thì nhà vua sẽ đến và sẽ chém đầu. Vậy thì chúng ta phải chất nhiều củi và chúng ta đốt để cho vị đó chết hẳn đi, vì đó không còn cơ hội để sống sót nữa, thì vị đó sẽ không đi bẩm báo với vua được, mình sẽ thoát tội. Thì những cái người khi mà khởi lên cái ý nghĩ như vậy là phạm, là phạm vào cái tội giết Phật, giết độc giác Phật. Thì cái lúc đấy một cái vị Phật độc giác đấy dùng thần thông và bay lên, cho nên là vị đó không có sao. Nhưng mà nếu như một cái vị mà đang nhập ở trong cái thiền diệt đấy, mà khi mà người ta đang đốt lửa để thiêu đốt, mà cái vị đó mà không có cái thần thông lớn, cái vị đó chỉ cần xả thiền là một cái bị lửa đốt chết. Nhưng mà vị đó mà chờ cho đến khi mà lửa nó tàn rồi thì vị đó mới xả cái thiền diệt đấy ra,
thì vị đó sẽ không có ảnh hưởng gì. Trong cái lúc mà nhập diệt thì là tất cả vị đó đã khởi lên cái tác ý là tất cả cái thân thể này là sẽ không có cái gì có thể tác động được, có thể gây sự nguy hiểm được, thì cái vị đó sẽ an ổn. Dù người ta có tác động gì đến cái thân này nó không ảnh hưởng, vị đó có thể đốt thân hay là làm cái gì thì nó không ảnh hưởng đến cái vị mà có cái pháp thiền diệt đấy. Nhưng mà trong cái lúc mà đấy mà vị đó xả thiền ra mà không đúng lúc, tức là xả thiền ra khi mà lửa nó còn cháy, vị đó có thể chết. Thì một cái vị đấy, một cái vị a la hán sẽ ưa thích ở những cái nơi vắng vẻ như vậy, ưa thích ở những cái nơi núi rừng, cái vị đó không có thích ở những cái nơi đông đúc, những cái nơi có sự ồn ào. Vậy thì những cái chỗ mà cái người phàm không ưa thì vị đó ưa, mà những cái gì mà người phàm ưa thích thì vị a la hán sẽ không thích. Vậy thì nó có hai cái sự khác nhau tuyệt đối như vậy. Mấy cái người mà càng tham ái, càng đắm nhiễm ở trên cuộc đời thì những cái pháp đấy nó càng đi xa với cái pháp giải thoát. Vậy thì một cái người mà càng có cái sự an nhiên tự tại, thích sống ở những cái nơi vắng vẻ, thích sống ở những cái nơi thanh tịnh, không có những cái dục lạc ở thế gian, thì những cái vị đấy sẽ càng dần dần trở nên thánh thiện, trở nên cao thượng hơn. Vậy thì cái người tu tập như vậy phải xa lánh cái đời sống phàm tục ở thế gian để đi vào trong rừng sâu để tu tập, thì đấy là xa lánh cái dục lạc ở thế gian. Thì cái vị đấy tu tập thì vị đó sẽ thành tựu được những cái pháp thượng nhân. Hay là một cái pháp mà một cái pháp phổ thông nhất ở trong thế gian mà một cái người Phật tử tại gia sẽ bắt chước cái hạnh của các bậc a la hán, đó là gọi là cái pháp gọi là thọ trì bát quan trai giới. Nên một cái người cư sĩ tại gia vì không có cái đời sống, không có cái điều kiện để sống cái đời sống như người xuất gia, nhưng mà một tháng thì có 4 cái ngày giới, cái ngày trai giới, thì một cái người mà thực hành cái ngày trai giới đấy là một cái người đang thực hành cái hạnh của vị a la hán, tức là đang bắt chước để sống cái hạnh của bậc a la hán. Thì cái vị đấy ông đấy sẽ nguyện một các bậc a la hán thì suốt đời không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm, múa hát và không có ngồi nằm nơi cao và xinh đẹp. Thì con nguyện một ngày một đêm nay con sống theo cái hạnh như vậy của ngài, của các bậc a la hán. Thì là một cái người Phật tử đấy là tu tập một cái ngày không đậy. Vậy cái người nào mà tu tập mà bát quan trai giới ấy, thì phải tu tập đúng như một vị a la hán, phải tu tập theo đúng như cái hạnh của vị a la hán, tức là mình đã phát nguyện thọ bát quan trai giới thì cái ngày hôm đấy mình phải làm cái gì, thì mình phải nghĩ là các bậc a la hán làm gì mình phải làm. Ví dụ các bậc a la hán này đương nhiên là giữ giới rồi, nó không có phạm giới rồi, thế ngoài giữ giới ra thì các vị còn làm gì nữa không? Như các bậc a la hán ngoài giữ giới ra thì làm gì nữa? Thì đương nhiên là các vị đấy sẽ có thể là học pháp hoặc là hành thiền. Tức là hôm đấy là cái ngày phải tu tập. Thì một cái người mà thọ bát quan trai giới thì hôm đấy cũng phải thế, cũng một là phải tập trung vào nghe pháp hoặc hành thiền chứ không có làm cái việc khác. Nhưng có người nói thọ bát quan trai giới xong rồi đi làm, vẫn đi làm các cái công việc hàng ngày ấy, thì cái bát quan trai giới nó không có thành tựu, thực sự nó không thành tựu. Vì cái ngày hôm đấy mình phải sống theo đúng như cái hạnh của vị a la hán, hôm đấy mình phải nghĩ các bậc a la hán có đi làm không nhỉ, đi làm thì phải có nĩ nương, các bậc a la hán có đi làm để nhận nương không, hay là các bậc a la hán rồi thọ giới xong rồi có phóng xe đi đây đi đó, đi chơi bời giao thiệp, để đi thăm người này thăm người kia không, hay là đi tham quan vãn cảnh, hay là đi ngắm cảnh này cảnh kia không. Thì cái người mà đã tu tập, đã giữ bát quan trai giới là thế, thì vị đấy phải, hôm đấy là vị đó đang học các bậc a la hán, đang thực hành các hạnh của bậc a la hán, thì vị đó phải biết bậc a la hán làm cái gì, mình phải làm cái đấy. Mình làm những cái gì mà nó sai trái thì nó không thành tựu. Như là mà thọ giới xong rồi đi về bế cháu, lúc đó mình nghĩ các bậc a la hán là mới có bế cháu, bế trẻ con không nhỉ? Hay là thọ giới xong rồi phải về nấu cơm để phục vụ những người thân đi làm, lúc đấy mình nghĩ các bậc a la hán có làm những việc này không nhỉ? Thì lúc nào mình cũng phải tác ý như vậy thì cái pháp bát quan trai giới nó mới thành tựu. Nếu mà làm mà nó không đúng thì bát quan trai giới nó không phải là mình cứ đến thọ xong là mình giữ cái tám giới đấy mà thành tựu bát quan trai giới, mà thọ
rồi bác quan trai là mình đang học cái hạnh của bậc A-la-hán mà chỉ học trong một ngày thôi, thì nó trong một ngày một đêm đấy mình phải sống, phải bắt trước cái hạnh của bậc A-la-hán sống như thế nào thì mình sống như thế vậy. Cho nên là cái người mà thành tựu nhất đó là cái người ở chùa, để ví dụ như là thọ giới bát quan trai nó sẽ ở tại chùa và một ngày một đêm hôm đấy tu tập, thì tu tập pháp giới định tuệ thì là sẽ thành tựu nhất. Không nên đi đâu mà thọ giới xong cả phải ở tại chùa tu tập đúng một ngày một đêm cho đến rạng đông ngày hôm sau là thành tựu, và xong cái điều đó rồi thì lúc đấy mình có thể hồi hướng chia phước đến những người khác về cái hạnh tu tập đấy, và ước nguyện cái sự tu tập đấy mình ước nguyện chứng đắc niết bàn, thì cái pháp đấy nó trở thành những pháp ba la mật hỗ trợ cho mình chứng đắc niết bàn. Thì dần dần mình cứ thực hành như vậy, nếu như có thời gian mình sẽ có thọ chỉ một ngày hoặc là một tuần liền, nếu mình tu được một tuần thì thọ cái giới đấy một tuần hoặc là một tháng hoặc một năm hoặc là suốt đời, thì cái điều đó tùy theo mình. Thì cái người mà đã tu tập giới định tuệ thì cái người đấy ít nhất phải thọ từ 8 giới trở lên, nhưng không tiếp tục thọ 5 giới là cái người cư sĩ ở nhà còn sống đời cư sĩ, tức là mình còn phải đi làm ăn, cho nên chỉ giữ được 5 giới. Còn một người mà đã nói là chuyên tu thực hành, nhất là hành thiền chỉ thiền quán, thì phải giữ 8 giới, phải giữ 8 giới. Đấy là những cái hạnh của các bậc A-la-hán. Thì cái sự tu tập hôm đấy là mình hướng đến mục đích là để chứng đắc quả A-la-hán. Vậy thì cái người mà tu tập giới định tuệ, kể cả người xuất gia hay người tại gia mà đã tu tập giới định tuệ, thì mục đích tu tập giới định tuệ để làm gì? Là để chứng đắc A-la-hán, đạo A-la-hán quả. Vậy muốn chứng đắc A-la-hán, đạo A-la-hán quả thì phải thực hành những hạnh của các bậc A-la-hán. Thì cái hạnh của bậc A-la-hán tối sơ đơn giản nhất cũng phải là những cái hạnh như vậy. 8 bát quan trai giới đấy trở lên, thì đấy cái người mà thực hành cái hạnh đấy cũng là cái thực hành cái đời sống phạm hạnh, cái đời sống thanh tịnh, là sẽ dần dần thì đấy là cũng đang gieo cái nhân, tức là tạo cho mình được một cái nhân để trở thành các bậc A-la-hán trong tương lai. Vậy thì một người nào mà chưa có biết tu tập về bát quan trai giới là mình chưa có tạo nhân để trở thành bậc A-la-hán trong tương lai. Tức là mình mới chỉ thọ 5 giới và hàng ngày làm việc phước, thì tương lai mình sẽ là hưởng phước báo có nhân thiên, tức là phước báo hữu lậu ở thế gian. Còn những người nào mà có tu tập mà trai giới và có thực hành thiền chỉ thiền quán giới định tuệ là mình đang tạo những cái phước vô động. Phước vô động là cái phước đấy để đi đến chứng đắc quả vị A-la-hán trong tương lai. Tức là một bạn A-la-hán là dứt sạch các động hoặc phiền não, thì những cái công đức mình đã làm ấy, mình chỉ hướng đến một cái mục đích là trở thành cái vô động, tức là đoạn trừ các động hoặc ngủ ngầm ở trong tâm. Thì khi nào mà thành tựu được cái ước nguyện đấy, tức là lúc đấy là mình thành bậc A-la-hán. Thì những cái đức tính của bậc A-la-hán trong cái bài kinh pháp cũ này, đây là hết. Người hồi hướng idam me punyam asava padam vaham motu idam me punyam nibbanasa acchado otu mama punya bhagam sabbasatthanam acchemi.